Nước Lèo Trứ Danh. Nơi thành phố nọ, thuộc miền Bắc Thái Lan, có một quán hủ tiếu nổi danh nấu nước lèo rất ngon. Danh thơm vang khắp xa gần, ai cũng tìm đến ăn. Dân sĩ đương thời đều tấm tắc ca ngợi, nên dù quán chỉ làm việc có buổi sáng thôi mà sáng nào cũng bán đến mấy trăm tô. Trước 12 giờ trưa là hết sạch. Mỗi tô giá khoảng 15 đến 20 bạc tiền Thái. Mỗi ngày thu vào khoảng 6.000, lời được 3.000. Cửa hàng trước đây là một tiệm nhỏ mở ven đường. Do lợi nhuận ngày càng nhiều, nên chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, họ đã tậu được đất và xây tiệm mới khang trang. Sau tiệm là một hoa viên lớn. Buổi chiều nghỉ bán mà vào đây nghỉ ngơi thì đúng là tiên cảnh chốn trần gian. Chủ quán họ Liên. Hai vợ chồng tuổi hơn 60, có đủ con trai, con gái. Các con của họ đều đã kết hôn. Cả nhà họ 5 người cùng hợp lực kinh doanh, không thuê người làm. Do nước lèo của họ mùi vị ngon vượt trội các quán khác, khách sành ăn vừa thưởng thức là thích mê. Cho nên, trên từ các bậc quan chức, thương gia, dưới đến các bạn hàng, phu xe ba bánh, đều trường kỳ đến quán này ăn. Các tiệm đồng nghiệp không rành chế biến, cố hỏi bí quyết nhà nghề của họ nhưng vô phương. Tục ngữ nói, đồng nghề như kẻ địch. Câu này quả không sai. Các quán hàng địch thủ môi bí quyết nấu nước lèo không được, bèn tung tin đầy ác ý rằng nước lèo tiệm đó có bỏ ma túy, khiến người ăn là ghiền, ngày nào cũng phải ăn, không ăn là không được. Còn có người quá quát hơn, âm thầm lén đi thưa lên cục vệ sinh một bậc khẳng định nước lèo của quán này có ma túy. Ma túy là chất độc quốc cấm. Cục vệ sinh lập tức phái người tới quán để kiểm tra, thử nghiệm. Cuối cùng ra kết luận là không hề có ma túy hay hóa chất có hại nào. Nước lèo được nấu hoàn toàn phù hợp như chủ quán từng báo cáo, là dùng nước rau củ phối hợp với cốt gà, xương heo, hầm lửa nhỏ suốt một ngày một đêm mà có được tiêu chuẩn đạt yêu cầu. Được cục vệ sinh kiểm tra và xác nhận không có gì, khiến quán càng nổi danh thêm, càng được ái mộ nhiều hơn. Bởi vô tình mà họ được quảng cáo không công, danh tiếng nước lèo của quán ngày càng bay xa vang dội. Có một vị thân vương của hoàng tộc Thái Lan là chuyên gia ẩm thực trứ danh, lái xe đến quán thưởng thức. Sau đó, ông ban thưởng huy chương và bản khen đặc biệt để quán treo trước cửa tiệm cho mọi người lát mắt. Có được bản vàng thân vương ban, chủ tiệm nhờ vậy mà càng thêm có giá. Mỗi tô hủ tiếu từ 15 bạc, giờ được đôn lên 20 đến 25 bạc. Chuyện buôn bán của nhà họ Liên ngày càng phát hơn. Thế là không có gì là vĩnh viễn bí mật, món nước lèo họ Liên độc chiếm bá chủ cuối cùng cũng bị lộ. Người để bức màn bí mật bị vén lên chính là Liên chủ tiệm. Tin lạ ly kỳ thiên cổ này đã làm chấn động cả miền Đông Bắc Thái Lan. Người đầu tiên phát hiện ra bí mật chính là anh Tùng, một phu xe ba bánh. Số là hôm ấy, khi dùng cơm trưa, do anh Tùng uống rượu quá nhiều, khiến mặt mày say sẩm nên chẳng thể chở khách. Vì không có tiền nộp cho bà xã nên anh chẳng dám về nhà. Đêm đó bụng đói meo, anh liền lẻn vào cửa sau của quán, thầm nghĩ sẽ kiếm chác chôm đỡ thứ gì đó lót dạ. Khi anh nảy được cửa sau ra, vừa bước vào nhà bếp, ánh đèn từ xa tỏa ra mờ mờ, đủ để anh nhìn thấy một người ngồi lưng hướng ra phía cửa, cũng là phía của anh. Quan sát kỹ thì té ra là ông chủ quán đang chăm chú làm việc. Anh Tùng bạo dạn bước đến lén nhìn xem, mới thấy rõ là lão chủ đang giết ếch. Thủ pháp mổ bụng lấy nội tạng lão Liên làm rất điêu luyện. Các thứ được lão phân ra bỏ vào thùng nhựa và bao nhựa. Trong thùng chứa đầy thi thể ếch. Ngay lúc đó, lão chủ quán hình như phát hiện là có người, nên đột ngột quay đầu nhìn ra phía cửa. Anh Tùng kịp thời nấp đi. May là nhờ ánh đèn mờ nhạt
nên anh không bị phát hiện. Mặc dù chủ quán không nhìn thấy anh Tùng, nhưng anh nhờ nấp trong bóng tối nên thấy rõ mồn một gương mặt của lão Liên dưới ánh đèn chiếu sáng. Ngay lập tức anh sợ đến xém xỉu. Té ra mặt lão chủ không phải là mặt người, mà mang hình dạng mặt ếch thiệt bự. Mồm giống hệt, mắt lồi, âm thanh phát ra lét chét, rất kỳ quái. Đột nhiên anh thấy ông thè lưỡi dài ra rồi rụt vào, giống hệt như cảnh con ếch ăn mồi vậy. Sau đó ông nhanh chóng lui vào trong. Anh Tùng kinh hãi đến muốn thét lên một tiếng to, muốn co giò phóng chạy, nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy, không làm theo ý anh. Khó khăn lắm anh Tùng mới trấn tĩnh lại được và bỏ ra ngoài cửa. Đêm đó về, anh sợ quá phát sốt nặng. Mấy ngày sau hết bệnh, anh đem tình hình chứng kiến tối hôm đó kể hết cho mọi người nghe. Nhưng do anh bình thường hay uống rượu nên chẳng ai thèm tin lời anh nói. Thực ra đối với người dân ở miền Đông Bắc Thái Lan, mấy cái chuyện ăn ếch, ăn chuột, ăn mèo là việc thường, đâu có gì kỳ quái. Nhưng điều kỳ quái trong tin đồn chính là dung nhan của ngài chủ quán. Mấy tháng nay thực khách không còn thấy lão Liên suốt đầu lộ diện nữa. Bình thường thì ông luôn ngồi trước quán chặt thịt gà. Nghe nói ông đang bị bệnh phải vào nhà thương, lúc nào xuất viện về nhà cũng không ai biết. Thỉnh thoảng nếu có ai gặp ông cũng là nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc. Gần đây ông rất ít khi bước ra cửa tiệm. Tình cờ có người gặp ông, họ kể lại lão chủ quán mặt mày nhìn giống hệt con ếch, nhưng mà bự hơn nhiều. Chân cũng cong cong giống như ếch vậy, miệng cũng y hệt, mắt lồi ra, càng nhìn càng giống một con ếch to khủng. Đến đây thì mọi người tin lời anh Tùng nói là thật. Không hẹn mà họ cùng nhau đến rình, lén nhìn cho được người hóa ếch như lão chủ quán. Và cuối cùng ai cũng biết nồi nước lèo hấp dẫn kia chính là nước ếch. Lạ đến không ngờ là vì nó ngọt thanh đến như vậy. Trước đây do chủ quán sợ lộ bí mật nên không dám thuê công nhân, cũng chẳng muốn mượn ai làm. Vì vậy mà ông phải đích thân giết từng con ếch. Tính ra cả đời ông Liên đã giết không biết bao nhiêu mạng rồi, phải nói là vô số. Hàng ngày ông luôn đối diện với dung nhan ếch, nhất cử nhất động làm gì cũng dính dáng với ếch. Tướng theo tâm sinh, hình tùy tâm biến, dần dần mặt mũi ông cũng đổi thành hình ếch. Ban đầu mọi người ở chung không để ý, cho đến khi phát hiện ra thì ông đã biến dạng hoàn toàn. Sau đó có người nghe những bà con của chủ quán kể lại rằng dạo sau này lão Liên mỗi khi đang ngủ thường kêu hét gầm rú than là ếch đến bu đầy trên thân cắn rứt lão. Cứ chợp mắt là lão bị quấy nhiễu mãi như thế, không thể nào yên giấc được. Từ đó trở đi rộng rã suốt mấy tháng trường, đêm nào nằm lão cũng bị bầy ếch hiện đến hành hạ đau đớn. Cuối cùng lão Liên phát bệnh điên, kêu như ếch rồi chết. Sau đó cả nhà quán nước lèo Trứ Danh nọ không biết dời đi đâu, chỉ lưu lại câu chuyện lạ này là đầu đề khiến cho người ta bàn tán mãi. Nguyên nhân đáng sợ. Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hằng tiết này. Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục tự sát vong thân, khiến người xem khó mà tin được. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá, là con trai út. Chàng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô, là một nam nhân lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái. Con đường nhung gấm trải dài ở phía trước, nhìn chàng thân thuộc bằng hữu đều ước ao được số đỏ giống như vậy.
cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát. Vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng, bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang, có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này: một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trượng phu hùng dũng oai vệ của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay, và cử chỉ hành động giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ chắc là do từ bé chàng sinh ra trong nhà có ba chị em gái, lại công tác kề cận, toàn với nữ y tá. Vừa rồi khi kiểm tra cơ thể chàng, bác sĩ nói kích thích tố nữ quá thịnh, lấn át hẳn hùng tính của nam. Trong hồ sơ, bác sĩ Ngô Y Sương, người chủ trị cho chàng, còn ghi: bệnh nhân Trương Vĩ Lục không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng, thậm chí còn bị hoạn tính vô năng, có nghĩa là biến giới bất lực. Tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi. Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dẫy cám dỗ, khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok. Hơn nữa, xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân, thế mà chàng vẫn giữ thân như ngọc, quả là hiếm có, khó được. Thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ Trương Vĩ Lục là người miền Nam Thái Lan, từng thi vào đại học y đạt thành tích hạng ưu tại Bangkok. Suốt 6 năm học đại học y, chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường. Hàng ngày khi điểm tâm, chàng thích dùng cà phê, nước ép trái cây. Quan trọng nhất là buổi trưa và tối chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa, không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm, là món ăn nhanh, vừa tiện nghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà, và chàng ăn ròng rã 6 năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa: trước đây nhà nông nuôi gà ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ, nhưng bây giờ nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập, người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đà phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên, trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay nào biết bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng. Hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng nhiều đến như thế, tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà, song những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hormone nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngấm vào cơ thể Trương Vĩ Lục ròng rã suốt 6 năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy thì làm người còn gì thú vị nữa. Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy. Nhưng căn cứ theo bối cảnh Trương gia, ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người. Té ra, ông nội Trương Vĩ Lục
cả đời làm nghề hoạn heo, hoạn gà. Đây là việc tại quê nhà. Phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt 2-3 năm. Sau đó, do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ Trương, cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó. Đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin đây là nhân quả báo ứng chứ? Đám tang chó. Nơi đại bình nguyên hình tam giác của dòng sông Mekong, vương quốc Thái Lan, đất đai phì nhiêu, nước mưa tràn đầy, là nơi sản xuất gạo trù phú của quốc gia. Cho nên xưởng trà lúa ở đây rất vĩ đại, quy mô, thuộc dạng đại công nghiệp. Lương Tiên Sinh là Hoa Kiều, hậu duệ đời thứ ba của dòng họ Lương. Ông cư ngụ không xa thành phố Bangkok nổi danh, kinh doanh hãng trà gạo. Ông Lương vừa bỏ ra hơn 10 vạn để làm tang lễ cho một con chó. Câu chuyện này kể ra thực rất cảm động. Hôm nay là ngày công đức viên mãn, cúng lễ đầu thất của con chó. Chiều tối sẽ cử hành lễ thiêu, khách đến không nhiều. Trước khi hỏa táng, ông Lương còn thỉnh cao tăng trứ danh tụng kinh, quốc quay phim, ghi hình toàn bộ buổi lễ. Chủ sự còn đặc biệt tặng cho mỗi tân khách một quyển sách rất đẹp làm kỷ niệm. Bìa ngoài in hình một con chó Thái hùng dũng đứng bên cạnh, là đứa bé 3 tuổi. Chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi Lương Tiên Sinh vừa kết hôn không lâu. Ngày nọ, ông cùng với vợ ngồi thuyền đến chùa cúng dường tạo phúc. Hôm đó, hai vợ chồng trai tăng xong, lúc lên thuyền thì phát hiện có một con chó té xuống sông. Nó đang thở thôi thớp. Ông và vợ vội cứu lấy con chó lên, lau khô mình nó. Sợ nó bị lạnh nên lấy khăn lông quấn cho ấm rồi đem về nhà. Hai vợ chồng đồng yêu thích con chó cái này. Năm sau, bà Lương sinh hạ được một bé trai. Vừa lúc ấy, con chó cái cũng sinh ra một chú chó đực. Tục ngữ dân gian nói: đơn trư cùng, độc cẩu phú. Một heo nghèo, một chó giàu. Ý nói là nếu sinh một con chó thì sẽ giúp cho chủ nhân phát tài vận hên. Quả nhiên không bao lâu thì vận may tới nhà họ. Do chính phủ muốn nông thôn phát triển nên đã cho xây một con lộ to rộng trước công xưởng Lương Tiên Sinh. Giá đất hai bên đại lộ nghiễm nhiên tăng vọt. May là tổ tiên Lương Tiên Sinh để lại rất nhiều đất sát bên công lộ. Thương trường địa sản lên ngôi, giá tăng cao không ngờ. Ngoài ra, khi công lộ xây xong, giao thông càng tiện lợi, hãng xây gạo nhân đây làm ăn càng phức. Nó cứ như là diều gặp gió. Vận may đến bất ngờ như thế, mọi người đều quy công về chú chó con. Ông Lương đặt tên cho nó là Hảo Vận, và gọi thằng bé con mình là Tiểu Ba. Hảo Vận ngày một lớn, giao du thân thiết với cậu chủ nhỏ đồng tuổi mình. Lúc Tiểu Ba chập chững tập đi thì Hảo Vận nhẫn nại theo sát một bên nâng đỡ, quấn quýt không rời như hình với bóng. Lương Tiên Sinh nói nó giống hệt như bảo mẫu vậy. Một buổi chiều nhá nhem tối, công nhân xưởng xây cùng với công nhân xưởng khác phát sinh ấu đả tập thể. Mọi người không ai chú ý đến tiểu thiếu gia, cậu bé mới 3 tuổi ưa chạy lung tung, do bất cẩn nên té xuống sông. Nhìn thấy Tiểu Ba giãy giụa, trong chớp mắt đã chìm xuống, con Hảo Vận cả kinh. Nó bất chấp tất cả, liều mạng nhảy xuống sông, dùng lưng đội tiểu chủ lên. Tiểu Ba liền ôm chặt con chó, nhưng bờ sông dốc cao quá, vô phương leo lên. Bốn chân Hảo Vận không ngừng bơi dưới nước, ráng sức đội tiểu chủ. Nhưng do đầu nó bị Tiểu Ba ôm chặt, chỉ có thể lâu lâu hướng mũi lên trời thở. Khi hai vợ chồng ông Lương phát hiện, cô bé giúp việc, người mà họ thuê chăm sóc Tiểu Ba, cũng đang dí mũi vào đám người gây lộn, thì họ vội vàng hỏi: cậu chủ đâu rồi? Trời ơi! Cậu chủ đâu rồi? Cậu chủ đâu mất tiêu rồi? Cậu chủ đâu? Cậu chủ đâu rồi?
mọi người mới tủa ra đi khắp nơi kiếm tìm, kịp thời phát hiện ra Tiểu Ba và Hảo Vận đang ở trong con sông. Lương Tiên Sinh vội nhảy xuống nước, bồng Tiểu Ba lên trước, sau đó vớt Hảo Vận lên. Lúc này, thể lực Hảo Vận không còn chống chọi được nữa, nên chìm xuống. Lương Tiên Sinh ráng sức cứu và bồng được con chó cưng về nhà. Con trai ông đã thoát hiểm, Hảo Vận cũng dần dần tỉnh lại. Hảo Vận liều mình cứu tiểu chủ, nghĩa cử này không những được chủ nhân cưng yêu bội phần mà láng giềng đều ngưỡng mộ ca ngợi. Nhưng con Hảo Vận không giống người, không vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo. Nó vẫn như xưa, luôn theo sát, quấn quýt bên tiểu chủ. Đang lúc mọi người nhiệt liệt bàn về nghĩa cử cứu tiểu chủ của con chó, thì sự tình bất khả tư nghi phát sinh. Nguyên là cô tớ gái chăm sóc Tiểu Ba còn trẻ, ham chơi nên bị chủ sai đi lau chùi nhà vệ sinh và tạm thời giao công việc bảo mẫu này cho một bà lớn tuổi, chín chắn hơn, lo liệu. 3 tháng trôi qua, một buổi chiều nọ, bà vú này dẫn Tiểu Ba và Hảo Vận ra đường rau cạnh công xưởng chơi. Thình lình xuất hiện một con rắn mắt kính, thân mập to bằng bắp tay, dài hơn 2 mét. Đầu nó ngóc cao, nhắm hướng bà vú tấn công và mổ nơi gáy bà một cái. Té ra, con rắn này nó đang ấp trứng, mà các bà mẹ động vật trong thời kỳ hậu sản tính rất hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công, vì đó là thiên tính bảo vệ con của tình mẫu tử. Rắn mẹ cắn bà vú xong thì quay sang Tiểu Ba, bắt đầu cuộc công kích. Lúc này con Hảo Vận thông minh đang đứng cạnh Tiểu Ba, thấy tình thế nguy hiểm, nó lập tức nhảy lên đứng chắn trước Tiểu Ba. Đúng vào lúc con rắn phóng tới mổ cắn, và Hảo Vận đã lãnh thay cú mổ đó. Dù bị thương, nhưng con chó vẫn ráng cắn vào đuôi con độc xà. Hai bên quần thảo kịch liệt trên đất. Trong lúc này, bà vú chỉ kêu được một tiếng: "Cứu mạng!" Thì nọc độc phát tán, bà té xuống. Bé Tiểu Ba ngây thơ không biết sợ, chỉ đứng đó nhìn con rắn và chó đấu nhau. Khi công dân và Lương Tiên Sinh chạy đến, thì mặt bà vú đã chuyển sắc đen, không còn nói được nữa. Hảo Vận cũng bị nọc độc chạy vào tim, mắt nó chảy máu tươi, mất hết sức lực. Nhưng nó vẫn cắn chặt đuôi rắn, nhất quyết không nhả. Mọi người đập chết con độc xà, nhưng Hảo Vận trúng độc quá nặng. Nó đưa mắt nhìn chủ lần cuối rồi tắt hơi. Nước mắt ông Lương rơi như mưa. Ông cứ ôm con chó cưng trong lòng mãi. Mọi người lay tỉnh Lương Tiên Sinh, nhắc rằng trên mình chó có độc. Trong giây phút tống biệt, ông Lương nghẹn ngào dặn dò mọi người phải dùng nghi thức cực kỳ trang nghiêm để tổ chức ma chay cho con Hảo Vận trung nghĩa. Và tang lễ này được cử hành suốt 7 ngày 7 đêm, long trọng chưa từng có đối với một con chó. Tang lễ hoàn tất, mọi người đều bị tấm lòng trung nghĩa của con chó làm cảm động. Ai cũng tán thán rằng nhờ vợ chồng ông Lương 4 năm trước cứu chó nên ngày nay mới chiêu được thiện báo. Có thể thấy con người và loài vật như con chó có thể sống chung bầu bạn hài hòa, cùng hổ tương cứu hộ, thân thiết như tay chân. Vì vậy, con người không nên ngược đãi chó, càng không nên sát hại, ăn thịt nó dã man. Người ưa câu cá. Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó đâm vào môi, vào lưỡi của mình thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi. Nghĩa là dù thế nào, người ta cũng không có cách nào chịu nổi. Nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui, câu không biết mệt, thậm chí còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa. Cái lý luận câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường. Đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn. Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá. Ông là hội viên của câu lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển thả câu, vừa câu vừa uống rượu nhắm với mồi ngon
thì là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp, sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng nề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu, không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Bang. Hôm đó là chủ nhật, A Bang cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó, tân khách đến dự chật cửa, yến tiệc hết sức sang, có đủ thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng. Muốn ăn gì đều có nấy, thực khách hưởng dụng thỏa thích, nhưng vẫn không sao ăn hết. A Bang ưa ăn cá và nội tạng, nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to, ông rất khoái. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua thì A Bang bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quáng dùng tay kéo ra, nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể. Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên, nên vội chạy qua phụ giúp. Nhưng hai mắt A Bang đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới nửa đường thì ông tắt thở. Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại yết hầu ra. Chính ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt, cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng và yết hầu của A Bang. Lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá, xuống đến cổ A Bang nó bị ép ló ra, cho nên khi A Bang càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này, tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của A Bang. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ nhìn cảnh hai mắt A Bang trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho A Bang là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Thị Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân. Dương tiên sinh ngoài thú ưa câu cá ra còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày cứ chạng vạng tối là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió. Tối đó khoảng 11 giờ, ông dự tang lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi cho dù có nhắm mắt ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn. Trước đây ông chưa hề thấy qua. Để tránh rơi xuống sông, vì đang lái ở tốc độ 120 km/h nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương tiên sinh lái xe tốc độ cao thành ra bị tai nạn.
Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành. Duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa là vết tét phía trên lẫn phía dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu 7 lần mà vẫn không khép lại. Để khâu xong, đến lúc cắt chỉ thì hai khóe mép của ông lại lở loét sưng phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ tối tân tẩm hóa chất để may cho kín. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lở loét. Hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay. Ngót mấy tháng, ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lở vậy. Hôm nọ, vợ ông như lệ thường đến thăm, vô tình buộc miệng nói: "Ôi trời ơi, miệng ông há to như vậy, giống hệt miệng con cá mắc câu à." Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương tiên sinh, giống như một lời cảnh báo, khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều khéo rách miệng cá, làm cho nó lở loét cả vòm miệng. Bây giờ ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là ông cùng với vợ vội mang đèn hương đi đến chùa đối trước Phật. Ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ, từ hôm đó trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn lở sưng nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó, ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa. Từ đó, hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu, Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ việc câu cá và câu lạc bộ giải tán. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền Đông Bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy, láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. 3 đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng Ô nó lần lượt bồng 2 đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và 4 đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột, nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con, đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Bang nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này, hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết 3 đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: "Đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng
thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lù nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dở lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: báo ứng, báo ứng mà. Mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa. Hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía lý vô thường, buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng sinh xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang, là biết rõ. A Vu nói: anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn. Ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Bang lúc này nhân tính mê muội, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê muội. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ thi nói: trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này báo ứng nhân quả xoay chuyển, đến khiến cho A Bang gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này: ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn:
có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm, cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan. Người chân voi. Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh, hiện đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân gỗng vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân ngỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này, có người bày ông cách dùng chân ngỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái tiên sinh học cách chế biến chân ngỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kín. Ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân ngỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kín. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi cùng, tông lung tung, cố dương ra hết ga, phát ra tiếng kêu thê thảm ai oán, rồi té xuống. Bây giờ hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy liền nhanh nhẹn chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn ngất xỉu rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê rồi chết. Nhưng lúc này Thái tiên sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch rồi nấu với thuốc, chùm lửa riu riu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân, thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồng. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hàng mồ hôi dầm dề. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ắt là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng,
vì ông đem con ngỗng còn sống nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ thì tim kinh thịt rung. Bất giác ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng. Không ngờ nhân quả báo ứng nhanh đến như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện: từ ngày nay trở đi, không sát sanh, không ăn thịt, nguyện thành khẩu trường chay, ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa, chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này làm bằng để cảnh giác người sau, chớ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh. Phải biết thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói: hòa phúc không cửa, do chính ta tự chiêu. Báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình. Thái tiên sinh, nếu được thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oan giải nghiệp, nghiệp hết bệnh trừ. Bắt rắn mối. Ngô tiên sinh là hoa kiều ở Thái Lan, là thương nhân thu mua thổ sản. Do nguồn vốn ít nên chỉ có thể mua liền bán ngay, vì vậy lợi nhuận không nhiều. Gần đây có người giới thiệu ông thu mua rắn mối, lợi nhuận rất cao, nhưng Ngô tiên sinh chỉ làm có 3 tháng thì không chịu làm nữa. Bạn bè đều tiếc cho ông, gặp việc có lời cao mà không chịu tiếp tục lại cam tâm đi làm những việc kiếm lời ít oi như thu mua hành tỏi. Nhưng Ngô tiên sinh vẫn không hề tiếc. Ác hẳn là có nguyên nhân. Vì sao thu mua rắn mối lợi nhuận hết sức cao? Thế thì phải bàn từ món rượu tắc kè đại bổ. Trong bản thảo của danh y Lý thời Trần ngày xưa có viết: tắc kè bổ phế, ít khí, bổ thận, ít tinh huyết, định suyễn, ngưng ho. Đông y trị đàm suyễn đều dùng tắc kè làm thuốc chính. Nhân đó, mặt hàng dễ bán trên thị trường là rượu tắc kè đại bổ. Tắc kè được mua về, bào chế với thuốc và ngâm rượu, nhu cầu càng ngày càng tăng. Tắc kè bị bắt quá mức, hầu như sắp tuyệt chủng. Thế là hiệu thuốc bèn cho dùng rắn mối thay thế tắc kè. Bây giờ ở Trung Quốc, rắn mối bị bắt cũng gần tuyệt chủng, cho nên nhà thuốc bèn chuyển hướng thu mua rắn mối ở Thái Lan. Nông dân miền Đông Bắc Thái Lan những lúc rảnh vụ mùa thì xúm nhau đi bắt rắn mối để gia tăng thu nhập. Có người thậm chí bỏ luôn nghề nông, chuyển sang nghề bắt rắn mối làm giàu. Trong đây có nhà Tố Vượng là bằng chứng điển hình. Vợ chồng Tố Vượng và con trai tổng cộng là 3 nhân khẩu. Ngày xưa họ rất nghèo, phải thuê ruộng mà làm. Nhưng từ khi chuyển qua nghề đi bắt rắn mối rồi, thì trong vòng 3 năm ngắn ngủi, họ đã có hơn 10 mấy mẫu đất, còn mua được một chiếc xe vận tải nhỏ. Có lợi nhuận nồng hậu đến như thế này, dân làng đều ham. Thế là phong trào bắt rắn mối dâng cao như thủy triều. Nhưng mà nông dân mỗi ngày có bắt nhiều lắm thì chỉ được hơn 10 con rắn mối. Trong khi Tố Vượng giàu có, thấy rõ, y còn có tiền gửi ngân hàng. Bởi vì ngoài việc tự bắt rắn mối ra, Tố Vượng còn thu mua rắn mối sống của dân làng bắt được, đem về sấy khô, sau đó mới bán đi. Số rắn mối chết trong tay gia đình Tố Vượng ước tính có tới mấy trăm.
có hai nguyên nhân thúc đẩy Ngô Tiên Sinh bỏ nghề thu mua rắn mối. Nguyên nhân thứ nhất, hôm nọ Ngô Tiên Sinh tình cờ đi ngang qua nhà Tố Vượng, chứng kiến cảnh Tố Vượng làm rắn mối khô. Rắn mối sống được y bắt và thu mua đem về, sau đó dùng dao mổ bụng, moi nội tạng nó. Nhưng lúc này rắn mối vẫn chưa chết. Tố Vượng bèn dùng que tre vót nhọn đâm xuyên qua miệng nó thẳng tới đuôi, khiến nó không ngừng giãy giụa, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào người. Sau đó Tố Vượng mới đem rắn mối đi phơi nắng. Khi Ngô Tiên Sinh chứng kiến hoạt cảnh tàn nhẫn này, ông không khỏi rùng mình, bèn quay đầu đi thẳng, không dám ngó lại nữa. Nguyên nhân thứ hai, vào tháng 3 năm nọ, nước Thái Lan hàng năm có lễ tát nước, toàn quốc đều được vui chơi. Hôm đó Ngô Tiên Sinh từ Chiang Mai về Bangkok, khi qua con đường đèo vùng núi, ông chứng kiến một tai nạn bi thảm. Chiếc xe vận tải nhỏ bị lật nhào xuống vực sâu ven lộ, hiện trường có 3 người chết, đó là gia đình Tố Vượng gồm 2 vợ chồng và đứa con trai. Hôm đó mặc dù là lễ tát nước, nhưng Tố Vượng vẫn không nghỉ làm, tiếp tục lái xe đi thu mua rắn mối. Kết quả cả nhà bị tai nạn ngay trên con đường đèo, xe hàng hóa lật nhào xuống vực sâu. Vợ con Tố Vượng bay ra khỏi xe, chết không toàn thây. Lúc chết, mắt vẫn còn dương to, trợn trừng, giống như đôi mắt rắn mối lúc chết vậy. Càng kinh khủng đến không dám nhìn nữa là bản thân Tố Vượng, y từ trong xe bay ra nhanh như đạn bắn. Không nghiêng, không lệch, là nhè rơi xuống đúng ngay cọc cây trúc nhọn mà công nhân sửa đường vừa chặt phía vực sâu ven đường. Tố Vượng bị gây xuyên thẳng qua miệng tới hậu môn, thảm trạng giống y như Tố Vượng đã làm với những con rắn mối. Ngô Tiên Sinh tận mắt chứng kiến thảm cảnh nhà Tố Vượng chết quá kinh khiếp, ông sợ đến nỗi gai ốc cùng mình, chỉ biết buộc miệng nói: "Báo ứng, đúng là báo ứng." Từ đó ông bỏ hẳn nghề liên quan đến mua bán động vật. Cá câu người. Có một y viện huyện thuộc vùng cao nguyên Thái Lan. Do giao thông bất tiện nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày chủ nhật nọ, bệnh nhân cần khám đều đã khám xong nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang. Bỗng một y tá cuống quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo: "Có người bị mắc xương cá nơi yết hầu, đang chờ cấp cứu, xin viện trưởng đến cho." Đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi, hô hấp đang ngừng, thân thể vẫn còn ấm, sắc mặt tái nhợt, hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ. Theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể, thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi. Mặc dù người bệnh đã chết, nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện, cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử. Sau đó, bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng. Anh thanh niên bị mắc xương cá chết, tên là Thịnh. Sáng sớm hôm nay, cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá. Do đêm qua mưa lớn, đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước, cá tôm có đầy, nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm. Thịnh bắt được một con cá giết núi, lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to. Trong lòng quá mừng, bèn bước vội tới bắt cá chép. Lúc này, tay của anh đang cầm cá giết, không biết thả đâu cho ổn, nhưng không thể buông nó ra. Trong giây phút vội vàng, anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm. Không ngờ, con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ và cắm dùi nơi cổ họng anh. Thịnh thấy cổ họng quá đau, liền dùng tay móc ra, nhưng đã quá muộn. Cả mình con cá đều nằm nơi yết hầu, kéo ra không được. Loài cá giết núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng Thái Lan, thân mập, dài khoảng 2-3 thốn, vảy nó màu hoàng kim, sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc. Nếu vuốt theo chiều thuận thì mình nó trơn, nhưng kéo ngược lại thì vảy sẽ thành những móc câu ghim chặt. Vì vậy, khi Thịnh càng lôi con cá ra, tức là
càng bị các móc câu này phát huy đại tác dụng, khiến anh đau chí tử. Loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai, nó có thể rời nước bò lên trút đỉnh núi, vì vậy mới gọi nó là cá giết núi. Chưa đầy mấy phút, Thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn. Con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra, muốn hét to cũng không thể. Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng. Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh, vội vạch miệng Thịnh để đem cá ra, nhưng vô phương, đành dương mắt nhìn Thịnh thống khổ co giật. Một người bạn vội kêu xe taxi tới, chở Thịnh vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đi được nửa đường thì chàng tắt thở. Lúc này y viện đang phẫu thuật. Bác sĩ rạch cổ Thịnh, lấy ra con cá giết núi, nó vẫn chưa chết. Y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện, hớm hỉnh nói: "Nếu như cảnh sát tra án thì sẽ truy bắt hung thủ, người hãy xuống ao nước để lánh đi nha." Còn thi thể của Thịnh thì người nhà lãnh đem về. Thịnh bị mắc cá sống chết đi, gia đình làm tang lễ cho anh. Theo phong tục Thái Lan, người chết 7 ngày thì đem thiêu. Thịnh chết trẻ bất ngờ, khiến nhiều người thương tiếc. Nhưng sáng hôm đó, ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho Thịnh, lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa. Thực sự quá bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn nữa khi người chết là ông Thông, ba của Thịnh, cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ y như thế, và do nuốt nhổ không xong, vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong, giống y chang kiểu chết của Thịnh. Đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó, gây chấn động toàn huyện, toàn tỉnh. Bởi vì hôm đó gần tối mới cử hành lễ hỏa táng, thân hữu đều đến dự. Ông Thông, ba của Thịnh, muốn chuẩn bị tiệc đãi khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá. Để tiện bắt cá tôm, trước tiên phải tát bớt nước trong mương đi. Lúc đó, cá lớn, cá nhỏ bị dồn ép, chen nhau quẩy đạp không ngừng, cứ dùng rọ mà chụp bắt nó. Ông vừa bắt cá, vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá. Kể ra thì chậm, nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh. Ngay lúc ông Thông hả to miệng gọi vợ, thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao, không nghiêng không lệch, rơi đúng ngay vào miệng ông. Ông Thông bị nạn bất ngờ, hoảng kinh, vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra và đưa tay móc. Nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ, dẻo dai, đã chui thẳng vào yết hầu, trụ tại đó không thèm đi tiếp nữa. Ông Thông được người bồng lên bờ mương, lúc này hai mắt đã trợn trắng. Trên đường đưa đến bệnh viện thì ông tắt thở. Đây thật là chuyện lạ có một không hai, nên được đồn vang khắp toàn thôn, toàn huyện, rồi toàn tỉnh. Y viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông Thông. Việc này phải nói là chấn động và khó hiểu. Vì vậy, viện trưởng đến nhà tang quyến chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong 7 ngày lại bị cá sống hại chết. Té ra, gia đình ông Thông, tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây. Hễ rảnh vụ mùa thì bắt cá, nuôi cá làm nghề phụ. Nếp nhà nhờ đây mà giàu có. Ông Thông bắt cá phơi khô đem bán, nghĩa là khi bắt cá còn sống, ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó. Mỗi que đâm từ 5 đến 10 con. Ông dùng lửa sấy hoặc phơi nắng. Mỗi sâu cá được treo nơi khung tre chờ tiêu thụ. Từ tổ phụ đến Thịnh là 4 đời chuyên làm như vậy. Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn đâm yết hầu cá sống, khiến nó chảy rùa đau đớn, thủ đoạn tàn nhẫn, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh người móc cá, cá móc người, thì đây chính là diễn tiến lạ lùng của báo ứng. Đúng như nhà Phật từng nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Có thể nói nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người cảnh giác, ngàn vạn lần chớ nên gieo nhân ác. Bệnh của Văn Lai. Tại một bệnh viện huyện nọ ở Thái Lan,
bác sĩ viện trưởng kim thường vụ chuyên khoa, kim cầm dao mổ. Lần nọ, viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ, khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện. Viện trưởng nói: từ hồi tôi làm bác sĩ tới giờ, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị qua loại bệnh kỳ lạ này. Người bị bệnh kỳ lạ đó trong vòng 3 năm thì bị mổ hết 5 lần. Và mỗi lần nghiêm trọng hơn. Cuối cùng thì ngay cả tay chân đều phải bị cưa bỏ, biến thành người tàn tật, còn một tay một chân. Vì bệnh lạ này tên là Văn Lai. Một lần nọ anh bị ba ba cắn vào tai làm bị thương ngón út. Mới đầu đến bệnh viện chỉ rịch thuốc cầm máu, cho là không có việc gì. Nhưng nửa tháng sau, nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm, sưng phù, đau đớn. Bác sĩ kiểm tra xong chuẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương, cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan làm hại tính mạng. Thế là cắt đi, còn lại 9 ngón tay. Chưa được nửa năm, Văn Lai ra biển du ngoạn. Thật không may là bị một con ba ba cắn bị thương ngón chân út. Mấy ngày sau chân phát viêm, sưng đau, lại đến y viện chụp X-quang thì phát hiện độc lan tới xương, phải cắt bỏ ngón chân út để được an toàn. Thời gian chưa được một năm, ngón tay út và chân út đồng phát viêm, sưng đau. Văn Lai lại đến y viện xin khám chụp X-quang. Ôi, không được rồi, lần này độc có khả năng hình thành ung bướu, cần cắt bỏ bàn tay và bàn chân đi. Người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật. Văn Lai gặp bất hạnh, nhiều người đều xôn xao bàn tán, nó quá lạ kỳ. Thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến. Nguyên là một ngày nọ, con trai của người quen Thế Phát làm tu sĩ, Văn Lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia. Bởi vì lễ Thế Phát ở Thái Lan thường cử hành lúc 4-5 giờ sáng, cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ. Họ cùng ngủ chung trong điện Phật, có đến khoảng 4-50 người, nhưng xui xẻo lại dán ngay trên mình Văn Lai. Có một con chuột, trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó, nó lại nhè ngay vết thương nơi cái chân bị cưa của Văn Lai mà cắn cho một phát. Văn Lai đau quá, hét to và rên rỉ, làm kinh động cả đám người đang ngủ. Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra một tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Họ nói chuột chỉ cắn nhân vật không có mạng sống. Ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn, chứng minh người đó chỉ là một cái thây không có linh hồn, cho nên con chuột mới dám cắn họ. Mọi người bàn tán trời, khiến Văn Lai thêm hoảng kinh, bất an. Anh thầm nghĩ, có lẽ mình không còn sống lâu nữa. Mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp. Hơn nữa, ở chỗ hai vết thương bị cưa nơi tay và chân cứ âm ỉ, ngứa đau mãi. Thế là Văn Lai bèn tới y viện khám. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói: không xong rồi, phim chụp X quang hiển thị có hai chỗ vết thương đều bị độc cũ lan đến xương. Giống như lần trước, ung bướu đã lây lan rất xa, nếu không cắt cánh tay và ống chân thì không được. Vậy là lại phải cắt bỏ tay tính từ khuỷu cánh tay trở xuống, và chân cắt từ đầu gối trở xuống. Trong vòng 3 năm, chỉ mình Văn Lai thôi mà bác sĩ phải khai đao động thủ đến 5 lần. Bác sĩ viện trưởng, người đứng mổ cho bệnh nhân, nghĩ rằng ngày trước ác anh có làm chuyện gì kỳ quái, bèn đặc biệt sưu tập, điều tra về lý lịch, thân thế Văn Lai. Và cuối cùng, bác sĩ biết được rốt ráo như sau. Văn Lai, 43 tuổi, làm nghề nông, kiêm công nhân xây dựng. Bình thường, tính ưa uống rượu, ưa ăn cá sông, đặc biệt thích ăn các loài rùa, ba ba, vân vân. Văn Lai nghe người ta nói, nếu như ai ăn từ 10 đến 20 con ba ba thì suốt đời không bị phong thấp hay bệnh thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm, bổ dương. Vì vậy mà anh thường ăn ba ba xào ớt, phối hợp với một bình rượu trắng. Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng miệng. Suốt 20 năm nay anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán. Một hôm, Văn Lai ra chợ,
mua một cụ ba ba to khủng, nặng tới mười mấy ký. Anh mừng như bắt được vàng. Cụ quý hiếm này tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được, phải cắt làm sao để có thể hưởng thụ dần mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản. Thế là Văn Lai đã nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu, cắt ba ba ra ăn dần. Bởi vì rùa và ba ba có loài tuổi thọ cao, giỏi chịu đựng nên sống rất lâu, khó mà chết ngay được nếu như nhốt nó không cho ăn. Thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm. Phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của Văn Lai là nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt thì chỉ cắt bấy nhiêu, sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống. Cuối cùng thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi, thì kể từ đó cứ y theo cách này mà hành sự, và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm sẽ bị ác báo. Nhưng anh bất kể, chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ. Cho đến lúc thân thể của anh bị cắt, cưa ra từng kỳ, nếm trải mùi vị đó, anh mới biết đây là báo ứng hiện đời đang giáng xuống thân mình. Nhưng có hối cũng muộn màng. Bác sĩ viện trưởng gom tư liệu sưu tập được, xem tỉ mỉ, rồi viết ra câu kết luận. Y học vô phương giải thích những câu chuyện báo ứng nhân quả có thật như vậy. Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng đọ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ, tương đương là một cô gái có biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nguyên lai mọi người đều cho rằng Tiểu Thư Khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ, nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì mọi người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đáy lòng. Trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả? Ừ, trời ơi, đẹp như đúng tiên là mỹ nhân vậy đó. Đẹp trời quá, đẹp quá hả? Thế nhưng mọi người đối với danh hiệu Tiểu Thư Khỉ này lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu tra vấn thân thế của Tiểu Thư Khỉ ra sao. Té ra mẫu thân của Tiểu Thư Khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh, số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ, đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì tuấn tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi, nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ, chồng nàng ra chợ, gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được 7 tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã
chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người hướng chủ nhân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, giương dao lên toan mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên nó bị đứt lìa hai phần ngón. Bốn ngón chỉ còn lại hai lóng cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi. Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái, và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn mà đồng nói đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Trộm công giảm điệu. Hiện tại trong giới kiến trúc có ba câu danh ngôn: chỉ trộm công không giảm liệu chờ sập, chỉ giảm liệu không trộm công sẽ sập. Đã trộm công là giảm liệu chắc chắn sập. Nói giản lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín, danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có hai con trai. Đứa đầu tên Trương Kim Sùng là kỹ sư thiết kế kiến trúc, còn đứa út tên Trương Tất Khoan kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tốn phí rất lớn, các cổ đông trong hai thế lực Hắc Bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó chính phủ huyện có vị quan tên là Chiêm Tụ Thành, thuộc loại khổ học xuất thân, nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên. Chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và chưởng lực mà giành được. Như nay ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng thì phải chia cho họ một chén cơm. Đây gọi là phí giới thiệu.
Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoáng báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói. Đành bấm bụng để Tụ Thành nắm quyền. Thế là Tụ Thành tha hồ thao túng, việc trộm công giảm liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ Thành cho rằng thủ pháp của y chu đáo, kính như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàn tất, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chim Tụ Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu không biết hối lộ nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tụ Thành là Chim Mộc Căn, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ Tụ Thành tiếp được công trình thì giao cho Chim Mộc Căn xây. Sau đó, y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng mà các công trình Mộc Căn nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Căn đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Căn xây, lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Mộc Căn nghe thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chim Tụ Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Căn dám vong ân bội nghĩa với mình, nên ngay tối hôm đó y dẫn theo 6 tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ ngay khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả Tụ Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành, tuyên phạt y 1 năm rưỡi tù giam. Khi Tụ Thành mãn hạn tù được thả rồi thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây. Do y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tụ Thành giao lưu thầm lén với họ xong thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tụ Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngay tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành
và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu, và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai. Còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đại địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đại địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân, hợp tác, làm gian dối, cẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng, nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang, thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng. Người chồng tài hoa. Chim Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Giang Dĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ hận bằng máu, lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy, chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban cảnh sát hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm, thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc, nội tình không đơn giản. Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này. Lần theo lý lịch hộ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chim Phong Bình làm nghề nông, mẹ là Du Kiều Nguyệt, nội trợ. Quyên là người con thứ ba trong nhà, trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Hồi nhỏ, Quyên học rất giỏi nên đã thi đậu vào Đại học Sư phạm Đài Bắc trứ danh. Người quanh đó đều ngưỡng mộ, ngợi khen. Nàng chính là niềm tự hào của gia đình họ Chim. Quyên học đại học đến năm thứ tư, nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội, nàng quen anh Uông Huyền Nhân, người đài đại, bề ngoài không có gì xuất chúng, nhưng có lắm tài. Tính anh khéo hài hước pha trò, chọc người cười vui, nói năng lưu loát, lại khéo nhã ngọc phun châu, nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên. Qua nửa năm quen biết, tình cảm ngày một nồng hậu. Họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời xanh, trai tài gái sắc, khiến cho người nhìn vào phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường. Năm đó, anh Nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về bất ngờ, anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày hễ Quyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy mà nàng quen biết bác sĩ thực tập Vu Luân Thuận. Thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng, ít nói. Lúc đó Thuận đã âm thầm thương yêu Quyên. Sau khi Nhân tạ thế, Thuận nhiệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện thì anh đến trường Quyên dạy, đón nàng về nhà, đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi. Mỗi lần Quyên về Giang Nghĩa thăm cha mẹ, Thuận đều ra tận ga xe lửa đưa đón nàng. Thuận kiên trì theo đuổi Quyên suốt một năm rưỡi. Cuối cùng, nàng cũng bị sự si tình của anh làm cảm động và chấp nhận bước vào lễ đường. Sau khi kết hôn, Quyên mới biết trước đây Thuận nộp đơn xin du học bên Nhật Bản đã được chấp nhận. Trường thông báo nội trong một tháng Thuận phải đến đăng ký. Vì mới kết hôn nên Thuận muốn từ bỏ cơ hội sang Nhật Bản để được ở bên vợ. Nhưng Quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có, còn vấn đề học phí nàng sẽ nghĩ cách lo liệu. Thuận cảm thấy vợ nói có lý, bèn quyết định sang Nhật du học, lòng tràn đầy xúc động và cảm kích. Trước đêm chia biệt,
Thuận đã ba lần bốn lượt hứa hẹn bảo đảm rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong, chàng sẽ quay về Đài Loan ngay, sẽ mở phòng mạch ở Đài Bắc, cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau. Lời của chàng làm Quyên cảm động không thôi. Nàng tự hào vì tình yêu của chồng dành cho, cảm thấy vui sướng vì mình đã lấy đúng người. Kể từ đó, mọi gánh nặng trút xuống đầu Quyên, nàng phải vất vả lo từ học phí cho đến phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ở bên Nhật. Một năm sau đó, tiền Quyên dành dụm tích lũy đều được gửi cho chồng tiêu dùng. Ngoài việc dạy ở trường, nàng còn lãnh thêm dạy kèm ở nhà. Thỉnh thoảng, nàng về nhà cha mẹ xin tiền, nhưng vẫn vô phương, chỉ đủ phí cho chồng xài thôi. Lúc này con của Quyên đã 1 tuổi, gánh nặng càng tăng. Tiền nuôi đứa nhỏ, tiền nuôi chồng ăn học, tất cả dồn ép nàng bận rộn đến không kịp thở. Mùa đông năm đó, để giải quyết kinh tế túng bấn, Quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc, nhận công tác tiếp khách, bán cười không bán thân trong thời gian 3 năm. Nhờ vậy mà nàng giải quyết được phí tiêu xài cho chồng ở Nhật Bản. Nhưng do phải trường kỳ uống rượu thức khuya, dạy học vất vả, nên Quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng. Bác sĩ tuyên bố kể từ đây nàng không thể sinh con được nữa. Điều này là đã kích cực lớn đối với nàng. Thế nhưng Quyên luôn tự tin. Tất cả mình đã hy sinh vì chồng, anh nhất định sẽ thông cảm, yêu nàng hơn. Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi, thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại còn làm như không có chuyện gì. Thuận luôn bình thản và tỏ ra rất quý vợ, khiến cho Quyên càng thêm tin tưởng vào tình yêu của chồng. Nhưng Quyên không ngờ được rằng, trước khi về Đài Loan, Thuận đã lén lút kết hôn cùng với con gái của giáo sư Trường Bình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là đồng sự. Nhưng không bao lâu thì tin này cũng truyền đến tai Quyên. Mới đầu nàng không tin, còn cho là bịa đặt, song thâm tâm vẫn bán tín bán nghi. Thế là nàng quyết định, đợi khi mình khỏe mạnh lại sẽ dẫn con gái tiểu mẫn qua Nhật một lần cho rõ thực hư. Thuận nhận được tin vợ, biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng, để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến chàng phải xấu hổ, Thuận âm thầm dựng lên một âm mưu hiểm độc. Đầu tiên, chàng lấy lý do bận rộn, phái người đến phi trường đón hai mẹ con Quyên về khách sạn trước và hẹn tối đó sẽ đến gặp. Sau đó, chàng thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ 15 phút trước khi chàng đến hãy lẻn vào phòng, dùng thủ đoạn thô bạo, toàn cưỡng hiếp Quyên. Ngay lúc đó chàng sẽ xuất hiện. Tên hài mướn kia làm y theo kế sách của Thuận. Trước mặt chàng, hắn nói dối mình là gian phu của Quyên. Còn Quyên thì quá thực thà, nàng giống như người câm không biết nói lời nào để minh oan cho mình. Thuận liền đanh thép buộc tội, dõng dạc đề xuất ly hôn với Quyên. Trong khách sạn, sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, Thuận lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê, phủi luôn 4 năm Quyên gian khổ làm lụng chu cấp tiền cho chàng ăn học. Tất cả ân tình sâu nặng, tất cả hy sinh của Quyên giây phút này đều hóa thành vô nghĩa. Quyên nhận ra hôn nhân giữa hai người đã vô phương cứu vãn, nàng nghẹn ngào bi phẫn, ký tên vào đơn ly hôn. Trước lúc ly hôn tại Đông Kinh, vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần, thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học, Quyên tìm đến y viện và nàng phát hiện ra sự thật phũ phàng. Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới và vụ án cường bạo ở khách sạn này là bẫy rập của chàng làm ra để hại nàng. Nàng cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Trong cơn phẫn nộ tột độ, nàng xông thẳng vào nhà viện trưởng Thuận để hỏi cho minh bạch. Nhưng đến đó, nàng chỉ chuốc thêm dục nhã chất chồng. Thuận đổ hết mọi điều xấu lên nàng, còn cứ bảo vệ tống cổ nàng ra. Quyên thân đơn thế cô, chẳng có được cơ hội nào để đối chất. Do thương tâm bị đả kích nặng, nàng dẫn con qua thành phố Yokohama thăm bà chị,
là Hoa Kiều đang ngủ ở Nhật. Xong thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng Tiểu Mẫn. Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết, họ không bằng không chứng, chẳng thể làm gì được Thuận. Phần Thuận khi hay tin mẹ con Quyên tự tử, chàng như trút được gánh nặng, thầm nghĩ kể từ đây đã có thể tha hồ kê cao gối mà ngủ, tha hồ thoải mái, không còn phiền lo. Thế là chàng tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ, truy cầu danh lợi tại Nhật Bản. Sau đó Thuận được mời đến trường diễn giảng, đề tài là bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng. Thuận đang cao hứng nói thao thao, mới giảng được nửa buổi thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung. Tại giảng đường, Thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu, mù hai mắt. Do đầu bị trọng thương nên chàng biến thành ngu si ngớ ngẩn, hiện vẫn còn đang trị liệu và điều dưỡng tại bệnh viện Nhật Bản. Cái micro ấy vì sao có thể phát nổ? Nạn nhân vì sao lại là Thuận? Người chồng bạc tình phù nghĩa, nhẫn tâm cư xử ác độc, ruồng bỏ người vợ vừa là người ân của mình. Và đề giảng vì sao lại liên quan đến tình phu thê? Rốt cuộc thì đây là trùng hợp, là thiên ý trừng phạt hay báo ứng? Mọi người bàn tán xôn xao. Theo người viết thì Thuận trốn được quốc pháp, nhân luật, nhưng không trốn được luật nhân quả báo ứng. Thông qua câu chuyện có thật này, xin khuyên những cặp vợ chồng trong thế gian, chớ nên biến quan hệ vợ chồng thành việc mưu cầu lợi riêng. Hôn nhân như thế sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tiến sĩ kim bác sĩ Thuận vì công danh lợi lộc trước mắt mà bước vào nẻo sai, cuối cùng đánh mất cả lương tâm, cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm như mọi người đã thấy. Đây gọi là ác nhân gặp ác báo. Pháp quan kỳ án. Một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Thuần Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó, miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu ròng ròng. Anh Sa hiếu kỳ rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào, nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa. Anh Sa sợ đến lông tóc dựng đứng, vội quay đầu chạy ra khỏi động, lập tức cùng với vợ chồng anh Vượng đi báo án. Cảnh sát được tin vội đến hiện trường, nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi. Điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì? Tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô? Bao nhiêu nghi vấn nổi lên. Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức. Còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú, là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngụ tại trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú nhưng tâm bất chánh, tính tham tài háo sắc cực độ, là vị quan tham nhũng tiêu biểu. Từ một năm trước ông đã nghỉ làm về hưu, ẩn cư tại trấn Thọ Lâm. Xin kể sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đài Bắc tên là Ngô Đồng Đoan do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại Pháp Đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính,
Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chòng chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra oai hoác nạt ông Đoan, hăm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chướng mới ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói úp úp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng, còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội, ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền vừa kiều diễm, năm sau thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ nên đối với con thiếu sự chăm nom. Vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị ngây ngô là hai đả kích rất nặng. Nhưng ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giở đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan, uất ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát, biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm. Trong thời gian làm thẩm phán, ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dẫy đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thọ Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động thì đột nhiên có ba con chó xông đến, khí thế dữ dằn nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén, giương móng vuốt hung ác cào ngực, xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã đôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. Ba con chó đào phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì chúng chạy đi như làng chớp, biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm ruột của cha quấn quanh cổ chơi, bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy. Chức vị thẩm phán là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê muội, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế dân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Những kẻ buôn người. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh,
thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc thường hay lường gạt ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn dân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổ mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hữu Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngủ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách. Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó Thiện Dĩ giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình. Vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông làm vợ. Bàn và Nghĩa giới thiệu rơm rã về Bình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh Bình nghèo, không học vấn, nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn Hán Hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời. Hai gã Bang và Nghĩa nhìn thấu hết. Hữu Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nghiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi thì Bang và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hữu Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bang và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Côn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát
thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên la hét khóc than, làm ầm đáo đến chết đi sống lại tên Lâm thâm độc. Bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đang nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng gầy ốm, cuối cùng thì suy sụp hay ngất. Qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hán Hà trả về cố hương của nàng. Đến nay sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói: người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Bang và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái đại lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cứng nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạng mồ hôi. Hôm sau thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau, vì vậy họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ, đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không khỏe, thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân, họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người Lâm, Bang, Nghĩa. Khi sống tâm luôn bất an, lúc chết rất thống khổ. Quán ngon cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập. Cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái,
tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya, quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều xúm lại vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích, không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Đi câu bị cảm động. Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc, Trung Quốc, một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi, dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biết, bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua, cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều. Đỗ Tiên Sinh tay cầm cần câu, vai đeo vỏ, săng sái đi đến cạnh bờ sông. Ông móc mồi vào lưới câu và thả xuống nước, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông, hồi hộp chờ đợi, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị. Hình như có con cá lớn đã mắc câu. Cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết. Ông liền giật câu lên, con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước. Gương mặt Đỗ Tiên Sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên bình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt mình rùa lớn không buông, do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết. Cần câu vừa hạ xuống đất, thái độ của mấy rùa nhỏ giống như vệ sĩ, chúng lập tức bao quanh rùa lớn. Đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng vào Đỗ Tiên Sinh, vẻ rất căng thẳng. Xưa nay
ông vốn gan dạ và bình tĩnh, nhưng trước cảnh tượng lạ lùng này, ông chưa biết xử trí ra sao. Thật ra, ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật. Đối với những lời đồn, những điều nghe được này, thuở giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin, vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại, bịa đặt ra thôi. Nhưng giờ đây, đối diện với hình ảnh sống động nhưng khó tin trước mắt, ông hoàn toàn bị chinh phục. Những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình, nhớ đến thâm tình cha mẹ, anh em thắm thiết. Ông nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy, cũng biết yêu thương và rất muốn bảo vệ tình thâm. Chắc chúng cũng đeo mẹ, thương mẹ, giống hệt như ông hồi nhỏ vậy. Té ra, những động vật bị con người thẳng tay tàn sát kia cũng có linh tính, cũng có tình cảm và đời sống giống y như con người. Lương Tri Đỗ tiên sinh bị đánh thức. Cuối cùng, ông quyết định làm một việc xưa nay chưa từng làm là phóng sinh. Ông lặng lẽ tháo con rùa to khỏi móc câu, thả nó xuống nước. Sau đó, lần lượt thả mấy chú rùa con xuống theo, lòng đầy áy náy, ăn năn. Ông nói với đám rùa, xin lỗi nghe, các ngươi về nhà bình an nghe. Mấy chú rùa nhỏ bơi theo sau mấy chú rùa lớn, trong đó có một rùa con có quay đầu lại nhìn ông. Sau đó, Đỗ tiên sinh bẻ gãy cần câu. Kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ, ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói, nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh không tốt, mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta sa vào các việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ tiên sinh chính là một trong số người may mắn này. Chuyện nơi lâm trường. Tại lâm trường Hồng Nhật, huyện Lô Hoắc, tỉnh Tứ Xuyên, có một công dân họ Vương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra sông câu. Cách câu của anh không giống như mọi người, mỗi khi cá cắn câu, anh kéo cần, tháo cá xong là quăng thẳng lên không, đợi cá té xuống đất, anh mới lượm nó bỏ vào sọt, khiến cho con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không bị chết thì cũng bị trọng thương. Công nhân lâm trường cưa cây xong thường phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ. Một ngày mùa thu năm 1979, anh Vương đang chuyển cây thì vô ý té vào chỗ cần cẩu làm việc và bị mốc lên theo cùng với cây. Anh hét to nhưng không ai nghe thấy, anh bị kéo lên cao giữa không. Lúc này công nhân điều khiển máy mới phát hiện ra anh, nên vội vàng cho hạ cần cẩu, nhưng không kịp, anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng và anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh các con cá mắc câu bị anh ném lên cao và rơi xuống tắt hơi vậy. Tận mắt chứng kiến vụ này, các công dân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng. Những người ưa câu cá đa số đều sợ hãi và không dám đi câu nữa. Khi máy mổ hoàn tất, năm 1997, có một vị kỹ sư tài ba ưu tú đã thiết kế và chế ra một máy mổ heo độc đáo khác người. Nếu đem heo sống bỏ vào miệng máy thì chỉ mấy phút sau, da, lông thịt, xương, huyết, đầu, vân vân, từng phần đều được cắt chia thành phẩm và xuất ra hoàn hảo. Khi máy giết mổ này được lắp ráp thành công, ngày cho máy hoạt động thử thì tất cả ban lãnh đạo và gia đình viên kỹ sư thiết kế máy đều đến dự khán. Kỹ sư đích thân khai máy, biểu diễn cho mọi người xem. Ông tự tin bật công tắc khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi thì y phục bất ngờ bị vướng vào máy, giống như có người kéo giữ lại vậy. Đang dùng tay tháo gỡ thì nơi miệng cổ máy như có một lực cực mạnh hút ông vào thẳng trong máy. Những người đứng xem chứng kiến thảm trạng này đều bàng hoàng hoảng kinh. Một người vội lao tới ngắt điện.
nhưng quá muộn. Viên kỹ sư đã không còn sống. Vì chỉ trong vòng mấy phút, đúng với tài năng ông thiết kế, máy giết mổ đã nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và chia chẻ thân ông thành từng phần hoàn hảo, y như ý người sáng chế cài đặt. Máu, thịt, xương, cái đầu, nội tạng đều xuất ra, sắp xếp rất khéo trong thoáng chốc. Các đồng sự của ông chỉ biết sững người đứng ngó, còn gia quyến của ông thì khóc to vang trời. Ai cũng bất ngờ vì sự cố vừa xảy ra, không thể tưởng tượng được chính ông lại là vật thí nghiệm đầu tiên cho cỗ máy giết mổ. Ta có thể thấy lòng ích kỷ không mảy may có chút từ tâm của nhân loại. Giả như vừa rồi rơi vào máy mổ là một con heo, thì tất cả sẽ reo mừng vì thí nghiệm thành công và tuyệt chẳng hề thương tâm như thế. Đại văn hào Mỹ Quốc trứ danh Hemingway, lúc ông chết, toàn thế giới đều chấn động và dành cho sự thương tiếc, vì ai cũng cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế vì sao có thể tự sát, hơn nữa là dùng súng tự tử. Đối với việc này, người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Thực ra, ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn và dùng súng bắn giết vô số động vật. Vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng để tự giết mình. Nếu nói theo báo ứng nhân quả, thì chẳng phải đây là đáp án hay sao? Cần tử nghiệp đáng sợ. Có một nữ cư sĩ thọ Bồ Tát giới là bà East, trì trai hơn 30 năm. Nửa đời sau của bà toàn là ăn chay lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư nhân ma thiết tụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên, ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó, sư nhân ma thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ. Có một con heo nái đẻ mười mấy heo con, lông toàn màu trắng. Trong số đó, có duy nhất một con heo giữa lưng có một khoanh đen. Dù thấy vậy, nhưng nhân ma thiết không để ý lắm. Hôm sau, người nhà bà X lại đến bái kiến nhân ma thiết, thưa rằng: mẹ con ăn chay đã nhiều năm, đã thọ Bồ Tát giới, tâm lại rất tốt. Vậy sau khi bà mất rồi, sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không thưa thầy? Sư Nhân Ba Thiết đáp: để tối nay ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm hôm qua ta cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó ở trong cái chuồng xây gạch nơi làng Ngư Ôn gần đây, ta thấy rất rõ ràng. Ngày thứ ba, anh con trai bà X đến hỏi thăm, nhưng bà Thiết không tiện nói rõ, chỉ hỏi: mẹ ngươi trước khi mất có điềm gì không? Dạ không, lúc gần đi thì bà hôn mê, không có trối trăng gì. Nhưng bà Thiết nói: như vậy thì không tốt lắm. Rồi sư nghĩ thầm: thông thường đệ tử Phật tu tinh tấn luôn có dự liệu, hiểu biết sáng suốt. Một người cả đời ăn chay như bà ít, tâm tính tốt, ưa giúp người, lại xuyên cúng dường chùa, giây phút qua đời là vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ? Lý nào như vậy? Sư nhân bà Thiết không tiện nói gì với con trai bà ít, chỉ căn dặn: anh hãy quay về điều tra, hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không. Bởi vì trước lúc mất, bà vẫn có thời gian tỉnh, chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến cái điều gì đó. Chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được, nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà và hỏi thử xem. Anh con trai vâng lời về nhà điều tra, mới biết buổi tối trước khi mất 3 ngày, vợ anh đến chăm sóc bà. Nghe bà cứ nói mãi: đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài, sau đó mới mất. Nghe khuyến thuộc kể lại, sư nhân bà Thiết nói: như vậy thì rõ rồi, ta có thể xác định bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này hoàn toàn là do lòng cơm giữ mãi tà niệm. Thế là sư nhân bà Thiết bảo thân quyến bà X: cách nhà các ngươi khá xa có một ngôi làng tên Ngư Ôn, có một gia đình nuôi heo. Tại đó có một con heo nái vừa mới sinh được một lứa heo, khoảng mười mấy con. Các ngươi tới đó,
và sẽ thấy một con heo rất đặc biệt và khác hẳn. Hãy mau mua nó về và ta sẽ quy y cho nó. Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hầu thân của mẹ họ. Bọn họ đi tìm 3 ngày thì đến Ngư Ôn và gặp heo con màu lông y như sư nhân Ba Thiết mô tả. Kỳ lạ hơn nữa là heo con vừa nhìn thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện. Thấy thái độ con heo, thân quyến bà X không ai bảo ai đều tự hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình. Dù không nói ra nhưng họ rất buồn. Họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa, thỉnh dân Ba Thiết quy y cho nó. Quy y xong, các con bà bàn bạc muốn đem nó về nuôi. Dân Ba Thiết bảo: "Không được, đã quy y rồi, cần phải đem nó đến thăm sơn phóng sinh." Các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Dân Ba Thiết nói: "Không lẽ các ngươi muốn nó ở trong súc đạo hoài hay sao?" Người nhà đèn đem nó đi phóng sinh. Phóng sinh rồi chẳng mấy chốc thì nó chết. Heo bớt xong thì sinh vào cõi người. Dân Ba Thiết nói: "Đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. Mặc dù có đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông thì cực kỳ nguy hiểm cho phút giây cận tử nghiệp, và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược. Khởi niệm muốn hại người hay giật cho thế nào thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các ngươi trước khi chết cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều, mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của người dân Đài Loan là giết heo mổ dê, tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện mà bà luôn ôm ấp đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được, vì cháu nội chưa kết hôn mà bà đã chết, cho nên ý ta còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà khi lúc hấp hối, ý tưởng nào trong đầu mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm. Khi gần chết, lòng bà toàn sát niệm, bà không hề tha thiết niệm Phật A Di Đà mong ngày tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi, tà niệm này đã ác hết công đức và thiện niệm cả đời của bà, dẫn đến kết quả bà phải đầu thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình. Rồi sư nhân Ba Thiết kết luận: một đời niệm Phật ăn chay do không buông tà kiến mà bị đọa, cận tử nghiệp rất đáng sợ, các ngươi phải cẩn thận cảnh giác. Thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Vương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước gặp nồi, dùng nắp đậy kín nồi, trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó há miệng thở. Lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn đang sôi rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật dã man. Chưa hết, rùa đang hoàng hoại đau đớn giãy giụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi độ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này Vương Tiên Sinh tàn nhẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỗng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng điện mà Vương Tiên Sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi Vương Tiên Sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang,
cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể, chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái, ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước xối bắn vào miệng đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài sông không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Vương Ti Sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Vương Ti Sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không chối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương Ti Sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Vương Ti Sinh nhận thọ quả báo thực khiến cho người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Tình thương con của Khỉ Lông Vàng. Có một hòa thượng 65 tuổi kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình, tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi. Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt.
Hòa thượng nói: Từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh nữa. Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp: Tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ. Hứa Tiên Sinh. Vợ chồng Hứa Tiên Sinh là thương gia, ngụ ở Mã Lai. Họ có đứa con trai tên là Vũ Hùng. Hùng không chăm chỉ học hành, lại ưa giao du bạn xấu, ngày ngày ở ngoài chơi hoang lưu lỏng. Hứa Tiên Sinh đành cho con đến Anh Quốc học, mong nó lìa xa bạn xấu, may ra nên người. Đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi tung tiền mua vui. Cho đến khi Hứa Tiên Sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương. Thế nhưng thằng Hùng đã nghiện ma túy, không những nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông Hứa buồn rầu sinh bệnh, trước phút lâm chung ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau. Hồi xưa ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ, nhân lúc ông chủ về thăm quê, ông đã giăng bẫy tạo nên tai nạn xe khiến chủ nhân chết thảm. Thế là toàn bộ những gì của ông chủ gồm gia sản của bà chủ đều rơi vào tay ông. Những gì mong cầu đều đã đạt thành. Ông Hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay, đi đến nơi khác xây tổ uyên ương. Một năm sau họ sanh con, chính là cậu quý tử Vũ Hùng. Và cuối cùng, sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha, Hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch. Đến nỗi ngay sau khi cha mất rồi, phí quan tài Hùng cũng không đủ sức để mua. Mẫu thân y cũng bị ung bướu mà chết. Có thể nói họ Hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong. Ngọc Lan. Một phụ nữ Hoa Kiều sang Brazil lập nghiệp và đến bệnh viện làm nghĩa công. Sau 3 tháng thọ huấn, Lan được cử đến nhà xác lãnh công tác mà đa số đều sợ và không dám nhận. Lan vốn là đệ tử thuần thành của Phật, bất kể hoàn cảnh người chết ra sao, vô thừa giận, chết thảm, chết oan, chết bất ngờ, vân vân, đều được Lan chăm lo chu đáo. Cô vừa niệm Phật, vừa tắm rửa cho người mất, thay y phục, vân vân. Lan tình nguyện làm việc nghĩa này ròng rã bao năm dài. 10 năm trôi qua, sở làm chồng Lan bị đóng cửa, hai vợ chồng bèn dời đến đô thị tìm công việc mới. Hai vợ chồng bắt đầu buôn bán nhỏ. Không bao lâu thì họ gặp một người bạn thân có hảo ý mời họ làm đại lý cho một cửa hàng bán linh kiện máy vi tính ở Đài Loan. Thế là họ nhận lời. Họ chăm chỉ kinh doanh, công việc dần phát. Mấy năm sau thì họ trở thành tỷ phú. Vị đệ tử Phật này chẳng vì việc làm ăn phát như rồng gặp may mà quên đi bổn phận. Lan vẫn tiếp tục xuất tiền, xuất lực, cúng dường tam bảo, tự viện và đóng góp cho các nhà thương, bệnh nhân và các việc từ thiện trong xã hội. Do hai vợ chồng siêng năng tạo phúc tích đức nên con cái cũng đồng tâm hướng thiện giống cha mẹ. Chúng vừa có hiếu, vừa có tài. Sau khi các con họ tốt nghiệp đại học xong, không những họ có sự nghiệp thành đạt, cống hiến không nhỏ với đất nước, xã hội, mà còn tiếp nối chí nguyện từ thiện của cha mẹ, luôn biết tích đức, tạo phúc. Đọc đến đây, chúng ta có thể hiểu là nhân nào quả nấy, hành thiện gặp thiện báo, mọi sự là do ta gieo và tự gặt hái. Hy vọng mọi người đều hiểu rõ luật nhân quả, xiên tạo duyên lành, nhân lành, sự nghiệp lành. Cầu mong ai cũng sáng tâm, huệ pháp, tinh tấn dũng mãnh, giữ gìn thân khẩu ý, lèo lái bản thân đi trong con đường thiện, để cuộc sống luôn được hạnh phúc. Con lừa. Mùa thu năm Mậu Ngọ,
đời vua Khang Hy triều Thanh, gia đình Trương Nguyên ngụ ở Bắc Kinh, có mua về một con lừa. Tính nó rất hung hăng, không những ưa đá mà còn cắn người nữa. Chỉ có ba cha con Trương Nguyên là cưỡi được nó thôi. Mỗi khi họ cưỡi, nó tỏ vẻ rất ngoan hiền, thuần phục. Nhưng một lần, có vị họ Dương đến mượn con lừa kia cưỡi thử. Thật quái lạ, con lừa ngoan ngoãn để cho ông Dương cưỡi đi. Tối đến, ông Dương nằm mộng, thấy người mặc áo đen nói: "Tôi là con lừa trong nhà Trương Nguyên. Đời trước tôi vay ông 300 đồng mà không trả, nên kiếp này phải bồi thường cho ông. Hôm qua ông cưỡi tôi đi 280 dặm, sáng mai xin ông hãy cưỡi tôi 20 dặm nữa. Như vậy số nợ tôi thiếu ông xem như được trả xong." Ông Dương hỏi: "Vậy người thiếu Trương gia bao nhiêu tiền?" Người áo đen mặt lộ vẻ buồn rầu nói: "Nhiều, nhiều lắm, kể không hết." Ông Dương sau khi thức giấc tìm đến Trương gia mượn con lừa. Đi một đoạn dài thì con lừa bỗng nhảy lên hất ông té ngã. Ông Dương tính toán thấy mình đi vừa đúng 20 dặm, vì vậy mà ông cảm thấy chuyện này thật thú vị, mà con lừa này quả rất đặc biệt. Ông Dương bảo nó: "Bây giờ thì ta đã rõ và tin nguyên nhân ngươi để ta cưỡi rồi. Nhưng hiện giờ chỗ này cách nhà ta 10 dặm. Nếu ngươi không cho ta cưỡi thì làm sao ta trở về được đây? Thôi thì ta tính như vậy. Ta cưỡi ngươi về xong sẽ bỏ ra 10 quan tiền mua cỏ cho ngươi ăn. Ngươi chịu không?" Con lừa đứng đó nhìn ông Dương một hồi lâu rồi đồng ý để cho ông cưỡi về nhà. Trích Báo Phật Ân, quyển tư Công Chúa Thăng Hoa. Nguyên tác Hán Văn, Trần Thu Ngọc. Đây là chuyện người thực, việc thực xảy ra tại triều Tống nước tôi. Nhân vật chánh sau đó đã chuyển thế tái sanh tại Đài Loan. Mời bạn kiên nhẫn xem để hiểu thêm về báo ứng nhân quả. Triều Tống có một nàng công chúa tên Thăng Hoa, tính rất hiếu kỳ, tuổi vừa đôi chín, chưa kết hôn, xinh đẹp vô song. Ngày nọ, nàng ở tại cung điện Chiêu Hòa, nghe phụ vương và mẫu hậu nhắc đến tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt, một thanh niên có tài văn chương thi phú, hơn nữa còn chơi đàn rất giỏi. Sau đó, hoàng đế mời tân khoa Trạng Nguyên nhập cung để đàn cho vương công quý tộc thưởng thức và ra lệnh triệu tập hoàng hậu, quý phi, công chúa, các vương tử trong ba cung 72 viện đồng đến dưỡng sinh điện uống rượu nghe nhạc. Vua ra lệnh cho Mạnh Đạt khẩy đàn. Mạnh Đạt vừa đàn vừa hát, lời ca trầm ấm du dương. Mọi người nghe đều cảm động, cùng vỗ tay tán thưởng. Các quý phi và công chúa xôn xao bình phẩm về Mạnh Đạt. Riêng công chúa Thăng Hoa thấy Mạnh Đạt tài mạo song toàn, phong độ thanh cao, khôi ngô anh tuấn thì lòng rất ngưỡng mộ. Hôm nọ, hoàng đế và hoàng hậu đang bàn hôn sự cho Thăng Hoa, đúng lúc nàng đi tới. Hoàng đế liền nói: "Con đến thật là đúng lúc. Chúng ta đang bàn về hôn sự của con. Con đã có ý trung nhân chưa?" Công chúa thẹn thùng thưa: "Dạ, thưa phụ vương, con chỉ mới vừa 18 tuổi, hãy còn nhỏ lắm, phụ vương cần gì phải vội vàng?" Hoàng hậu đứng bên cạnh vội bảo: "18 tuổi đâu còn nhỏ nhất gì. Hồi ta 16 tuổi đã vào trong cung hầu hoàng thượng. Tính đến nay đã hơn 20 năm. Nam lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Nếu để lâu, chỉ càng phát sinh rầu lo thêm thôi. Ngày sau, con sẽ hối vì muộn màng đó." Công chúa bị hoàng hậu thúc ép, đành nói: "Hôm nay, con thấy tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt tuổi trẻ tài cao, rất có triển vọng, xem ra cũng là bậc nhân tài. Chàng không những văn chương tuyệt luân, lại đàn giỏi hát hay, thật là đáng ngưỡng mộ." Hoàng đế và hoàng hậu thấy Thăng Hoa luôn miệng khen Mạnh Đạt, hiểu ngay là công chúa rất ưa chàng, bèn âm thầm phái tể tướng làm mai, xe duyên cho hai người. Hai ngày sau, đúng lúc Mạnh Đạt có việc vào cung thăm tể tướng, ông bèn hỏi: "Tân khoa Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao, tính nết dung mạo đều bất phàm, chẳng biết đã có vợ hay chưa?"
Mạnh Đạt thưa: Giáng sinh đã thành thân từ hơn 4 năm trước rồi. Tể tướng lắc đầu nói: Tiếc quá, tiếc quá. Hôm nay thiên tử thấy người khôi ngô anh tuấn, tài mạo hơn người, nên có ý muốn đem công chúa thăng hoa gả cho người. Chẳng biết ý người như thế nào. Mạnh Đạt vừa nghe qua hồi hộp thưa: Ý ngài nói là bệ hạ muốn chọn tôi làm phò mã à? Đúng vậy. Ông Trạng ơi, ông hãy suy nghĩ cân nhắc thử coi. Nếu mà ông cưới công chúa và trở thành phò mã, thì cả đời tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, sống cả đời cũng không hết nữa ông Trạng à. Mạnh Đạt liền nghĩ tới gia cảnh nghèo nàn của mình. Ngay cả cái chuyện cơm ngày ba bữa cũng là mối lo lớn, cả đến món tiền lên kinh ứng thí cũng do vợ chàng cắt tóc bán đi mới có được. Nếu như phải quay lại sống cảnh cơ hàn khổ sở như xưa, chàng thực sự không muốn chút nào. Huống chi công chúa thăng hoa dung nhan thập phần kiều diễm, có được cơ hội vinh long tựa phụng như thế này thì ai lại không muốn kia chứ. Thế là chàng đồng ý. Không bao lâu, đám cưới Mạnh Đạt và công chúa diễn ra linh đình. Đêm tân hôn, giây phút Mạnh Đạt dở khăn tân đương ra, nhìn thấy công chúa xinh đẹp mỹ lệ còn nhoẻn miệng cười duyên với chàng, Mạnh Đạt vô cùng đắc ý. Vì vừa đổ tân khoa trạng nguyên đã được tuyển ngay làm phò mã, thật là 10 năm hàng vi không ai ngó, vừa mới thành danh được quý ngay. Mạnh Đạt đi thi một lần đó, đến nay đã 3 năm không quay về. Chàng hoàn toàn quên hẳn quê nhà có một người vợ cũ mòn mỏi ngóng trông. Nàng đã hy sinh, cắt phăng mái tóc đẹp bán cho chàng đi thi. Thật là con người bạc tình phụ nghĩa, có mới quên cũ. Hôm nọ, Mỹ Loan, vợ cũ của Mạnh Đạt, nghe đồn là Mạnh Đạt hiện giờ đang làm quan, nàng vui mừng khôn xiết, vội đi vay hàng xóm 2 lạng bạc để lên kinh đoàn tụ cùng chồng. Trên đường, Mỹ Loan đã nếm đủ mùi gian nan vất vả, cuối cùng cũng đến được kinh thành. Nhưng đến đây, nàng nhận được tin trời giáng, Mạnh Đạt giờ đã làm phò mã, đang sống hạnh phúc với công chúa thăng hoa. Lòng nàng càng bi ai khi nghĩ đến cảnh mình bơ vơ ở chốn kinh thành, chung quanh không có ai thân thích. Bị chồng phụ tình say duyên mới, nàng đau khổ muốn khóc, nhưng nước mắt không trào ra được. Sau đó, nàng nghĩ: đã đến kinh thành, mai rủi gì cũng phải đánh liều, thử đến gặp chồng xem sao. Nàng hỏi thăm và biết dinh thự phò mã ở phía tây ngoài thành, bèn đi thẳng đến đó. Nhằm lúc Mạnh Đạt đi vắng, nàng phải tới lui ngót 3 lần mới tìm được Mạnh Đạt. Mạnh Đạt vừa nhìn thấy nàng, tỏ vẻ hết sức căng thẳng, vội sắp xếp cho nàng ở nhờ một nhà dân gần đấy. Từ đó, Mạnh Đạt thường giấu thăng hoa, lén đến thăm vợ cũ. 3 tháng sau, Mỹ Loan mang thai. Việc này không bao lâu cũng đồn đến tai công chúa. Thăng hoa đùng đùng nổi giận, nhưng chẳng biết xử trí ra sao. Nàng đành đem việc này bàn với tỷ nữ thân tín là A Kiều. A Kiều bảo phải lập tức ban tử ngay cho vợ cũ Mạnh Đạt để tránh đêm dài lắm mộng. Công chúa nghe bàn, cảm thấy có lý, lập tức lệnh cho A Kiều đi tìm Mỹ Loan. A Kiều vội đi tìm thư đồng tâm phúc của Mạnh Đạt, hỏi thăm tông tích vợ trước của chàng. Mới đầu, thư đồng chẳng chịu nói. A Kiều liền tặng cho y 10 lạng bạc. Thế là thư đồng tối mắt, liền khai ra: vợ trước Mạnh Đạt đang ngủ tại nhà Trương Tam ở phía đông ngoại thành, cách đây không xa, tôi biết mà. A Kiều môi được tin này rất hài lòng, hí hửng quay về tấu trình cho công chúa hay. Công chúa liền lệnh cho A Kiều đi mời Mỹ Loan tới. Mỹ Loan đáng thương trước đây sống tại làng quê cùng chồng, từng đếm qua tháng ngày hàng vi gian khổ, nhưng vợ chồng họ rất khăng khít yêu thương, vì Mạnh Đạt học cao có tài, lại đàn giỏi hát hay, nên dân làng hết sức mến mộ họ. Sau đó, vì Mạnh Đạt muốn thực hiện hoài bão lý tưởng mình, bèn lên kinh ứng thí. Vừa thi, chàng đã đậu trạng nguyên, nhưng bất hạnh thay, chàng lại lọt vào mắt xanh công chúa, được tuyển làm phò mã. Một lần đi thi
3 năm bạc tinh. Do vậy mà Mỹ Loan phải lặn lội ngàn dặm tìm chồng. Sau khi Mạnh Đạt đã sắp nạn ngủ tại nhà người bạn thân họ Trương, ngày nào chàng cũng đến thăm Mỹ Loan. Mỹ Loan mang thai, Mạnh Đạt trong lòng rất vui, thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa mình sẽ được làm cha. Chàng hớn hở đem chuyện này báo cho các bạn thân hay. Nào ngờ do sự tình không giữ được bí mật, chuyện bị đồn lan đến tai Thăng Hoa. Nàng nổi thịnh nộ và lệnh cho tỳ nữ Tâm Phúc đi tìm Mỹ Loan tính sổ. A Kiều đến chỗ Mỹ Loan đúng lúc họ Trương đi vắng, chỉ có Mỹ Loan ở nhà. Nhìn thấy Mỹ Loan duyên dáng khả ái, trắng da dài tóc, tay chân mướt rượt, trông rất nhàn nhã, ung dung. A Kiều thầm nghĩ, đúng là bộ dạng của kẻ được sủng ái tưng tiêu đây. Ả xinh đẹp như vậy, hèn chi mà phò mã mê mệt, không thể nào quên được vợ yêu. A Kiều tức tối lắm, nhưng cố vờ như không biết chuyện gì, giả bộ nói, xin hỏi Mỹ Loan có ở nhà không? Mỹ Loan ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một cô gái mặc y phục sang trọng, nhất định không phải là con nhà dân giả. Nhưng vì sao lại tìm mình? Tùy thắc mắc, song nàng vẫn đáp, tôi là Mỹ Loan, cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi là tỳ nữ của công chúa Thăng Hoa. Công chúa phái tôi đến mời cô vào hưởng vinh hoa phú quý. Cô hãy mau đi cùng tôi để đến chỗ phò mã, không nên ngủ lâu ở cái chỗ nghèo hèn này. Mỹ Loan nghe nói vô cùng mừng rỡ, vội cùng với A Kiều lên xe ngựa đi thẳng đến chỗ công chúa. Công chúa thấy Mỹ Loan tới, trong lòng rất mừng, thầm nghĩ, à ha, con Mỹ Loan đáng ghét này, để coi mình sẽ trị tội nó nè. Phần Mỹ Loan được đến dinh phò mã thì thập phần sung sướng. Dinh phò mã rộng rãi, tráng lệ nguy nga. Nàng thấy công chúa Thăng Hoa ngồi tít trên cao, hai bên tỳ nữ đứng xếp hàng dài, các gia nhân công chúa đang bận rộn vào ra. Công chúa tuy xinh đẹp vô song, nhưng nàng đang ghen nên trông rất dữ và hết sức oai vệ, khiến cho Mỹ Loan thầm sợ hãi. Một cảm giác không lành chợt nổi lên trong lòng nàng. Thăng Hoa hỏi Mỹ Loan, ngươi là Mỹ Loan, người mà Mạnh Đạt cưới ở dưới quê đó hả? Dân nữ chính là Mỹ Loan, người phối ngẫu của Mạnh Đạt. Nhưng vì chàng lên kinh lâu quá không về, nên tôi phải lên kinh tìm để cùng nhau sum họp. Kính mong công chúa ban ân tác thành nguyện vọng của dân nữ. Công chúa vừa nghe qua, nổi trận lôi đình, vừa đập bàn truyền lệnh. Trong đây có 300 lạng bạc để cho ngươi đi về quê. Từ rày trở đi, mi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh Đạt, cấm không cho mi tới lui cùng hắn nữa. Tôi không cần vàng bạc, tôi chỉ cần chồng tôi mà thôi. Công chúa thấy dùng tiền bạc chẳng có hiệu quả, nàng ngẫm nghĩ, giờ chỉ còn nước giết Mỹ Loan để dứt trừ hậu hoạn như A Kiều đã bày. Bèn quát, con tiện nhân đáng ghét kia, rượu mừng không uống, mi lại muốn uống rượu phạt hả? Ta có lòng tốt ban cho ngươi tiền, ngươi lại không thèm lấy, thật là khiến cho ta tức chết. Được lắm, được lắm. Quân đâu? Dạ. Hãy lôi con tiện tỳ lớn mật này đem đi giết quách cho ta. Tuân lệnh. Mỹ Loan thấy công chúa cư xử như thế thì quá tức, nên buộc miệng mắng, Thăng Hoa, mi thật là khả ố, đã giật chồng ta còn muốn giết ta để diệt khẩu. Ta cho dù có thành quỷ dữ cũng quyết tìm ngươi mà báo thù. Nhưng gia đình công chúa không đợi Mỹ Loan nói dứt câu đã kéo nàng đi hạ sát, rồi tiện tay chôn thay nơi đồng cỏ ngoài thành. Sau đó không lâu, lúc công chúa ra ngoài tản bộ, tình cờ nghe hai tỳ nữ thầm thì to nhỏ về chuyện nàng giết tình địch. Công chúa rất phiền bực, không biết làm sao cho êm chuyện. Lúc đó nhũ mẫu nàng ở cạnh bên liền hiến kế, công nương à, sao không đem toàn bộ nô tỳ biết hết chuyện hôm nay giết hết đi, để tránh ngày sau phò mã hay được sẽ rạn dở hạnh phúc vợ chồng đó. Công chúa nghe nhũ mẫu nó có lý, bèn truyền lệnh gọi mười mấy nữ tỳ tới, âm thầm ban án tử cho tất cả. Trong đây có nữ tỳ là A Nga, chị ruột của A Dân, hai chị em họ đồng làm nữ tỳ trong cung công chúa do tỷ muội tình thâm. A Dân nghe hung tên công chúa muốn giết chị mình
vội chạy đến trước công chúa xin tha tội cho A Nga. A Dân quỳ xuống trước công chúa, vừa khóc vừa nói: Con gái công chúa, con xin người, xin người hãy mở lòng từ đừng giết gì con. Con nguyện cả đời làm trâu làm ngựa, con cúi xin công chúa đừng giết chị con. Con xin người. Tâm tư của Thăng Hoa đang rất bực bội nên không đếm xỉa gì tới lời thỉnh cầu của A Dân. Nàng vất tay ra hiệu cho cô thối lui. Nào dè bên cạnh công chúa còn có một cái bàn nhỏ, bình hoa trên tay ngay lúc đó bị tay nàng phẩy trúng, rơi xuống và đập mạnh vào đầu A Dân. Chỉ thấy A Dân thét lên một tiếng thảm thương, máu tuôn đầy mặt. Công chúa nhìn thấy cả kinh, vội kêu đại phu tới dìu A Dân đi chữa trị. Nhưng máu chảy nhiều quá, mấy ngày sau thì A Dân chết. Phò mã Mạnh Đạt đáng thương từ đầu tới cuối không hề biết các hành vi tàn nhẫn của công chúa Thăng Hoa Kiều Diễm. Nàng đã khéo léo che đậy, bưng bít mọi chuyện. Mười mấy năm sau, công chúa Thăng Hoa chết, Mạnh Đạt cũng tiếp nối mạng vong. Cùng chuyển thế đầu thai tại Đài Loan. Năm Dân Quốc 38, năm 1949, Phò mã Mạnh Đạt đầu thai vào gia đình họ Ngô ở Đài Nam, tên là Dân Hùng. Lên năm 6 tuổi thì Dân Hùng học đàn violon. Bởi vì kiếp trước vốn có sẵn tài đánh đàn, cho nên đời này năng khiếu ấy còn tiềm ẩn. Nhạc sư chỉ cần dạy một thì Dân Hùng hiểu 10. Thêm nữa, tiếng đàn của Dân Hùng hay vượt xa thầy, âm thanh vô cùng mỹ diệu. Thật trùng hợp, Thăng Hoa lúc này cũng chuyển thế đầu thai vào một gia đình làm nông ở Cao Hùng, tên là Mỹ Lệ. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã 20 mấy năm, Mỹ Lệ đã khôn lớn và trở thành một cô gái thông minh khả ái. Còn Dân Hùng trong kiếp hiện tại này, học nhạc được 10 mấy năm thì xuất ngoại du học. Chàng sang Âu Châu bái danh sư học đàn violon. Sau khi thành tài về nước, nổi tiếng là một danh cầm. Không bao lâu thì chàng được thân hữu giới thiệu quen biết Mỹ Lệ. Đôi bên giao lưu suốt 2 năm, họ cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, tình cảm phát sinh ngày càng thân thiết. Thế là họ cưới nhau và dời đến Đài Bắc cư ngụ. Mái ấm của Mỹ Lệ và Dân Hùng cũng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác. Mấy năm sau, Mỹ Lệ quen biết nhiều bạn tốt, được hướng dẫn của Y Tam Bảo, nàng trở thành một đệ tử thuần thành của Phật giáo. Suốt ngày giữ khẩu đức, ăn chay. Hơn nữa, nàng rất hay đến chùa tạo phúc cúng dường. Sau khi hiểu sâu pháp Phật, Mỹ Lệ luôn khuyên lơn chồng, mong chàng có thể quy y Tam Bảo. Nhưng Dân Hùng không nghe lời nàng khuyên, hàng ngày đắm chìm trong ngũ dục. Mỹ Lệ cảm thấy rất khổ tâm. Nàng thường ở trước Phật đường niệm Phật, cầu Bồ Tát Hiển Linh thức tỉnh chồng mình. Ngày nọ, bạn bè của Dân Hùng tặng cho chàng một con cua bự. Dân Hùng rất thích, thầm nghĩ tối nay sẽ có được một bữa ăn ngon. Mỹ Lệ thấy vậy thầm than khổ, nàng thừa biết tính khí của chồng. Con cua bự này tối nay nhất định sẽ nằm gọn trong bụng chàng. Thế là nàng âm thầm cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cứu lấy con cua. 3 ngày trôi qua rất nhanh, bóng đêm nối nhau tràn đến. Mỹ Lệ tránh né không làm con cua, điềm nhiên vào phòng chuẩn bị ngủ. Dân Hùng bảo nàng: Em cứ đi ngủ trước đi, để anh xuống nhà bếp nấu cua để tẩm bổ cho em. Mỹ Lệ nghe trong lòng không vui, tội cho con cua sắp bị chồng xơi thịt. Nàng âm thầm cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm Hiển Linh cứu con vật đáng thương kia để chồng nàng không ăn nó. Dân Hùng xuống nhà bếp bắt nước lên và bật lửa nấu nước. Chàng chuẩn bị bát cua bỏ vào nước sôi. Trong lúc khẩn trương này thì kỳ tích bỗng dưng xuất hiện. Dân Hùng ngạc nhiên nhìn con cua, không biết vì sao nó cứ quay mòng mòng trong thùng. Thấy Dân Hùng thò tay định bắt thì nó vội đưa càng lên run rẩy, tỏ vẻ rất sợ hãi. Dân Hùng thấy vậy thì ngây người ra ngó, trong lòng bỗng lóe lên ý nghĩ: Sao mình ích kỷ quá vậy? Vì muốn ăn ngon sướng miệng một chút mà kết liễu những con cua đáng thương này. Những con cua này tội nghiệp quá.
Thế là chàng quyết định ngày mai trời sáng sẽ đem cua đi phóng sinh. Lúc này Mỹ Lệ trong phòng ngủ vạn phần nóng ruột, vì không biết mạng sống con cua ra sao nên nàng cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm liên tục để cầu cho con cua. Niệm được mười mấy phút lòng vẫn không an, nên nàng quyết định đi xuống nhà bếp tìm Dân Hùng. Vừa mới đi ra, nàng đã gặp chồng ngay trước cửa phòng. Nàng hỏi Dân Hùng: "Anh có ăn con cua đó không vậy?" Dân Hùng lắc đầu trả lời: "Không, anh không ăn nó đâu. Anh định sáng mai đem nó đi phóng sinh. Em xuống bếp mà xem, con cua vẫn còn sống đó." Mỹ Lệ nghe nói bán tính bán nghi, thầm nghĩ đây là chuyện không thể. Chồng nàng nôn nóng muốn có một món ăn ngon, con cua kia làm sao mà thoát được. Hồi nãy chàng cứ khăng khăng đòi làm thịt cua mà, sao bây giờ lại muốn phóng sinh nó? Mỹ Lệ thắc mắc vô cùng. Vừa nghĩ, nàng vừa đi vào nhà bếp xem thì thấy đúng là con cua vẫn còn nằm trong thùng. Mỹ Lệ đi vào phòng ngủ hỏi chồng mọi sự. Dân Hùng liền kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho nàng nghe. Mỹ Lệ chợt nhớ lại tình huống này giống như hai câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn đã diễn tả: niệm bỉ quan âm lực, tức thời khởi từ tâm. Đây có lẽ nhờ uy thần vĩ đại của Bồ Tát Quan Âm hiển linh cứu con cua. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng ngồi vào xe hơi, Dân Hùng lái xe đem cua đi phóng sinh. Vào mùa xuân, cây cối xinh tươi, các nhánh cây trổ chồi non lố nhố giống như những mầm sống mới bắt đầu. Xe dừng dưới một cội cây to, Mỹ Lệ xách thùng đựng cua xuống xe. Hai người chuẩn bị thả nó xuống suối. Họ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng chú Đại Bi và niệm Phật A Di Đà. Khi con cua nghe niệm thánh hiệu Phật Bồ Tát, nó tỏ vẻ rất hớn hở. Bấy giờ Mỹ Lệ và Dân Hùng mới phát hiện ra con cua này thật khả ái. Dân Hùng cũng nhận ra mình quá tàn độc vì đã ăn thịt biết bao nhiêu loài thủy tộc đáng thương. Bây giờ nhờ thả con cua mà chàng mới hiểu được loài vật cũng có tình cảm, nhưng con người hàng ngày lại đem những loài vật đáng yêu này quay, nướng, chưng, chim, thật là bất nhẫn quá. Mỹ Lệ đặt thùng xuống, con cua bò ra, đưa hai càng lên, bộ điều rất vui vẻ như bái chào từ biệt, giống như cảm tạ họ đã ban ân cứu mạng nó. Dân Hùng nhìn thấy thái độ tri ân của con cua, lòng rất cảm động. Chàng âm thầm quyết định kể từ hôm nay sẽ trường trai cùng vợ. Mỹ Lệ có một cô em gái thường cảm thấy lá phổi đau đớn. Sau đó cô đến bệnh viện kiểm tra và chụp X-quang. Bác sĩ nói là không có bệnh gì, nhưng nhìn trên phim chụp lại thấy có hai cái lỗ to, chẳng biết là thế nào. Sau đó em gái Mỹ Lệ sực nhớ tới hồi nhỏ cô thường chơi nghịch, ngắt bẻ cánh bọ rầy và chuồn chuồn, lại còn chọc thủng hai lỗ trên thân chúng. Bây giờ nhìn hai lỗ thủng trên phim X-quang, cô thấy giống y như hai lỗ thủng mà cô thường dùi trên thân thể chuồn chuồn. Mỹ Lệ có một người anh hai, lúc 30 tuổi đột nhiên hai chân không thể cử động. Bác sĩ khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau Mỹ Lệ tặng cho anh một cuốn kinh Bồ Tát Địa Tạng Vương. Anh đọc rồi hiểu sâu và chợt nhớ hồi nhỏ mình thường bẻ chân với mèn, chuồn chuồn, bọ ngựa và các con thú nhỏ khác. Do vậy mà giờ bị quả báo, hai cẳng không cử động. Đây chính là trong kinh Địa Tạng Vương có nói: nếu tàn hại sinh vật thì bị quả báo tai ương thương tật. Mỹ Lệ thấy chuyện nhân quả báo ứng của anh trai và em gái, trong lòng thường nghĩ đến việc sát sinh chồng chất của mình. Không kể trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi đã qua, chỉ tính kiếp này thôi cũng đủ sợ. Vì lúc chưa biết Phật Pháp, do ngu muội, nàng đã sát sinh rất nhiều, nên bây giờ nàng thầm lo chẳng biết bao giờ quả báo sẽ giáng xuống đầu mình. Bởi vì hồi trước chồng nàng thích ăn mặn, ưa xơi đủ thứ thịt và hải sản, vì vậy mà nàng thường phải giết gà vịt, sát sinh đủ loài để làm chồng vui. Cổ nhân thường nói, quân tử lánh xa nhà bếp, ác là nguyên nhân này đây. Bởi vì trong bếp sát sanh rất nhiều,
người quân tử không nỡ nhìn và nghe, cho nên không xuống bếp. Từ khi Mỹ Lệ hiểu Phật pháp rồi mới biết đến chuyện nhân quả trả vay báo ứng. Do tội sát sinh nên sau khi quy y Phật không lâu thì nàng phát bệnh, đi chữa chạy khắp hết các thầy thuốc đông y tây y toàn tỉnh mà bệnh vẫn không lành. Bạn bè dân hùng hay tin Mỹ Lệ bệnh, sáng dịp chính phủ mở cửa cho phép dân Đài Loan sang thăm đại lục, nên họ giới thiệu và khuyên vợ chồng dân hùng hãy qua đại lục trị bệnh. Thế là hai vợ chồng liền đáp phi cơ sang Thái, rồi từ đó bay sang Bắc Kinh. Ngồi trên phi cơ, hai vợ chồng dự tính là trước tiên họ sẽ đi thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, ghé Thiên Am Môn và tham quan cung điện hoàng đế, rồi mới vào y viện Bắc Kinh trị bệnh sau. Phi cơ vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, hai vợ chồng liền tìm một hướng dẫn viên thành phố để nhờ họ dẫn đến Thiên An Môn trước. Chính tại đây, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Quảng trường Thiên An Môn rất rộng lớn, hai vợ chồng đi ngót hơn 4 tiếng đồng hồ, đi đến hai chân mỏi nhừ. Sau đó, Mỹ Lệ rời dân hùng tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Lúc đi vào nhà xí, nàng bỗng thấy một đốm sáng màu đỏ nhấp nháy xẹt qua, trông rất kỳ quái và đáng sợ. Nàng nghĩ chắc là do mình hoa mắt. Đi vệ sinh xong, nàng đem việc này kể cho dân hùng nghe, bị dân hùng la cho một trận. Chàng nói: "Tại vì em cứ đòi đi hoài, bây giờ mệt đuối, đầu choáng váng hoa mắt, mới trông gà quá cuốc, chỉnh đông ra tay như vậy thôi." Nhưng lúc dân hùng đến nhà vệ sinh công cộng, vừa mở cửa nhà xí ra thì đột nhiên cũng thấy một đốm màu sáng đỏ lóe lên. Lòng dân hùng thoáng dấy lên một chút sợ hãi, vì chàng có cảm giác như đang gặp phải một đối thủ khó kình chống. Hai người đi nhà xí xong thì đầu Mỹ Lệ chợt đau như muốn vỡ tung. Dân hùng và anh hướng dẫn viên đành hộ tống nàng về khách sạn. Mới đi được nửa đường thì thấy sắc mặt Mỹ Lệ càng lúc càng nhợt nhạt. Trên đường nàng cứ khóc mãi không thôi. Dân hùng đành đưa Mỹ Lệ đến y viện. Vào bệnh viện Bắc Kinh, các bác sĩ cho Mỹ Lệ uống thuốc và nàng ngủ thiếp đi. Hôm sau, dân hùng vừa đến bệnh viện thì cô hộ lý kéo chàng qua một bên nói nhỏ: "Ngô tiên sinh ơi, Mỹ Lệ vợ của ông có thái độ rất kỳ, ông hãy tự mình đi vào xem đi thì sẽ biết ngay." Dân hùng liền vào phòng thăm vợ, thấy Mỹ Lệ nằm dài trên giường, giọng nói nàng biến đổi rất lạ, giống như là một người khác. Nàng nói: "Ta là tỳ nữ Tống Triều, ngày xưa hầu công chúa Thăng Hoa. Tiền thân Lâm Mỹ Lệ chính là công chúa Thăng Hoa. Còn mi Ngô Dân Hùng tức là phò mã trong nạn kiếp xưa. Công chúa Thăng Hoa nhân vì giết phu nhân Mỹ Loan, vợ trước của phò mã, nên đã giết luôn mười mấy người tỳ nữ biết chuyện để diệt khẩu. Nhóm quỷ dữ chúng ta tìm kiếm công chúa Thăng Hoa đã rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng các người cũng dẫn xác tới. Giờ thì chúng ta muốn đòi mạng ả, ả phải bồi thường cho chúng ta." Hồn quỷ nói xong, Mỹ Lệ bị hành đau đớn, khóc to không dứt. Dân hùng nghe oan quỷ nói, không kìm được run sợ nên phát rét. Chàng nghĩ nhất định hồi nãy cô hộ lý chắc đã nghe qua những lời nói lạ lùng này rồi. Chàng sợ đến muốn bỏ chạy, nhưng vẫn ráng làm gan, thu hết can đảm, cố ra vẻ cứng cỏi nói: "Tôi cầu xin các vị oan quỷ hãy tha cho vợ tôi một phen. Nếu các vị có yêu cầu gì, tôi đều đáp ứng hết. Chỉ xin các vị tha mạng cho vợ tôi thôi." Hồn quỷ nói: "Không dễ gì tha thứ đâu. À, chúng ta chết quá thê thảm. Có nhiều người phải nhận lấy cái chết oan khuất không minh bạch. Mày bảo chúng ta tha cho ai được sao? Như thế chẳng phải là quá dễ dàng cho ả? Mi có biết chúng ta bị ả hại chết rồi bị đọa xuống địa ngục, ở trong ngục nhận chịu trăm ngàn thống khổ, không bao lâu mới từ địa ngục được thả ra. Nhóm chúng ta đọa vào cõi quỷ sống, vất vưởng bơ vơ vô chủ, chỉ biết nương theo gió lẫn quanh quẩn quanh Thiên An Môn. Giờ đã gặp Thăng Hoa chuyển thể thành Mỹ Lệ, chúng ta đang tìm ả mà báo oán cừu kiếp trước đây."
Dương Hùng nghe quỷ thịnh nộ kể lể, liền nói: Tôi thấy cách này là tốt nhất. Các vị đã rất thống khổ, hãy để tôi kêu Mỹ Lệ xuất tiền làm đám và lễ tụng một bộ lương hoàng sám để cầu siêu cho các vị. Chỉ cần các vị chịu tha mạng cho Mỹ Lệ, nương vào công đức lương hoàng sám, các vị sẽ sớm siêu sinh thôi. Quỷ nói: Được, nếu hôm nay không phải Mỹ nói tha thiết hết tình thì chúng ta nhất quyết đòi mạng ạ. Nhưng giờ đây Mỹ đã hứa thì phải biết giữ lời, nếu không chúng ta sẽ quay lại bắt ả báo thù. Thôi, chúng ta đi đây. Giọng nói Mỹ Lệ đã trở lại bình thường như xưa, nhưng nàng lại chìm vào hôn mê bất tỉnh. Dân Hùng vội kêu bác sĩ. Họ trị liệu xong, mặt nàng mới dần dần khởi sắc. Mỹ Lệ nằm viện suốt mười mấy ngày, thân thể dần chuyển tốt. Suốt thời gian Mỹ Lệ nằm viện, Dân Hùng một mực ở kề bên chăm sóc, trông nom tử tế. Nửa tháng sau, bác sĩ cho Mỹ Lệ xuất viện. Thấy vợ lành bệnh rồi, Dân Hùng bảo: Nghe nói ở Bắc Kinh có rất nhiều cổ vật. Các bạn anh nói, nếu mà có đến đó thì ít nhất phải mua một thứ cổ vật đó đem về. Mỹ Lệ xuất viện được 3 ngày thì Dân Hùng đưa nàng đến gian hàng bán đồ cổ. Đây là một gian hàng đồ cổ nổi danh. Nhưng thêm một việc kỳ quái nữa phát sinh. Hai vợ chồng vừa đến nơi thì nhân viên sốt sắng mời hai người thưởng ngoạn. Dân Hùng ngắm các món đồ cổ xinh đẹp đang trưng bày la liệt và cầm lên một cái chén sứ còn đang xăm sôi, thì chủ quầy vội nói: Trời ơi, tiên sinh thật có mắt tinh đời. Đây là cái chén cửu long ngọc của hoàng đế triều Minh, rất là quý hiếm, dùng để ăn cơm đó. Nếu ông ưa nó thì tôi sẽ giảm chút giá cho, bán rẻ cho ha. Chỉ lấy 440 đô thôi, chịu không? Mỹ Lệ đứng bên nghe vậy tức giận nói: Một cái chén nhỏ xíu mà tính giá như vậy là quá mắc. Ông chủ quán nè, ông có tính lộn không vậy? 440 đô, trong khi công nhân á mỗi tháng ông chỉ trả có 6-7 đô. Bộ ông nghĩ chúng tôi toàn là dân giàu không hả, nên mới nói giá trên trời như vậy. Dân Hùng nghe vợ ca cẩm, cảm thấy nàng nói có lý, chàng tiếp tục thưởng ngoạn các thứ khác. Cả hai cứ đi tới mãi. Bỗng Mỹ Lệ nhìn thấy một đôi bình hoa rất đẹp, cao khoảng 25 cm. Đột nhiên nàng tỏ vẻ rất sợ hãi, giọng nói cũng thay đổi nghe rất lạ. Tôi không muốn xem bình hoa đâu, tôi bị công chúa Thăng Hoa dùng bình này đập vào đầu, chảy máu rất là nhiều, chảy mãi cho tới chết. Một đời này của tôi sợ nhất là thấy bình hoa, tôi không muốn xem nữa, tôi sợ lắm. Nhanh lên, mau đem bình hoa dẹp đi, đem ngay ra đi. Tôi không muốn thấy đó, tôi không muốn nhìn thấy bình hoa, tôi không muốn nhìn thấy bình hoa đáng sợ này. Bây giờ Dân Hùng mới biết là hồn quỷ ở trên thân Mỹ Lệ đang nói. Chàng không biết xử trí ra sao, nhìn thấy Mỹ Lệ té xỉu, chàng vội gọi điện kêu xe cấp cứu đưa vợ vào bệnh viện. Bác sĩ nói: Bà nhà mới xuất viện không bao lâu, do bồi dưỡng chưa đủ, lại thêm bị sốc, cần phải nhập viện lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất ông nên đưa bà về nước, vào bệnh viện lớn để cấp cứu. Dân Hùng hết cách, đành nghe theo bác sĩ, lập tức đáp phi cơ về nước, tụng kinh cầu cho oan quỷ. Về tới Đài Loan, Dân Hùng tức tốc đưa Mỹ Lệ vào bệnh viện Đài Đại. Bác sĩ tìm không ra nguyên nhân hôn mê của Mỹ Lệ, đành truyền nước biển hỗ trợ thêm cho nàng. Dân Hùng nhìn thấy vợ ngày càng nguy kịch, vội đi tìm sư phụ An ở ngôi chùa X và thỉnh tăng ni trong chùa đến trợ niệm vãng sinh cho Mỹ Lệ. Tụng 2 ngày 2 đêm, nhưng Mỹ Lệ từ đầu đến cuối vẫn hôn mê không tỉnh. Sư An thấy tình hình Mỹ Lệ như vậy, đành hỏi Dân Hùng: Vợ ông qua đại lục có phát sinh việc gì kỳ quái không? Nếu không, vì sao trợ niệm mãi mà tình trạng vẫn không thay đổi? Ông hãy ráng nhớ lại xem. Dân Hùng suy nghĩ rất lung, sau đó mới đem hết những chuyện xảy ra bên đại lục nhất nhất kể ra hết. Sư An lại hỏi Dân Hùng: Vậy khi các vị quay về, không hề tụng lương hoàng sám để cầu siêu cho oan quỷ à? Dân Hùng lắc đầu đáp: Không, trong thời gian vợ tôi nằm viện, tôi bận chăm sóc, không có thời gian để đến các chùa
mời thỉnh chư tăng tụng lương hoàng sám để giải quan cho quỷ. Sư An nghe Dương Hù nói vậy, liền bảo: Vợ ông bệnh nhất định là bị các oan gia trái chủ trong quá khứ đến đòi nợ. Những oan gia này là các hồn quỷ mà hai vị đã gặp ở Đại Lục. Chắc chắn họ đã thọ khổ trong ba đường ác. Vợ chồng các vị nay đã biết tu tập, vì vậy oan quỷ đặc biệt tới đòi các vị hồi hướng công đức và tụng kinh lương hoàng sám cầu siêu cho họ. Do vậy mà vợ ông vô phương giảng sanh. Tốt nhất là ông nên phát nguyện siêu độ cho oan quỷ, nếu không bác sĩ cũng bó tay, không thể nào chữa lành bệnh cho vợ ông. Dân Hùng nghe nói mắt rưng rưng lệ, suy nghĩ một hồi chàng khấn vái: Những oan quỷ của chúng tôi ơi, xin đừng có đòi mạng vợ tôi. Chỉ cần cô ấy không có chuyện gì xảy ra, thân thể khang kiện rồi, tôi nhất định sẽ thỉnh thầy chư tăng ni tụng một bộ kinh lương hoàng sám cầu siêu cho chư vị. Dân Hùng hứa xong, đột nhiên thấy Mỹ Lệ cử động bắt đầu thở được. Sư An và các tu sĩ thấy bệnh Mỹ Lệ chuyển tốt, bèn từ giả Dân Hùng quay về chùa. Mỹ Lệ nằm viện suốt 3 tháng. Dân Hùng do bận rộn chăm sóc Mỹ Lệ đã gầy tộp người đi. Sau khi xuất viện, Mỹ Lệ được Dân Hùng dìu về nhà nằm dưỡng. Không bao lâu sau thì nàng dần dần hồi phục mạnh khỏe. Để giúp họ thực hiện lời hứa với oan quỷ, Sư An tổ chức đại lễ tụng lương hoàng sám tại chùa. Trong đại lễ này, ngoài Dương Hùng và vợ, còn có em gái và anh trai Mỹ Lệ cũng đến tham dự. Toàn gia cùng tụng lương hoàng sám, tiếng tụng vang vang: Trên hồi lương hoàng sám, hoa tung bay tung đệ sám, sống tôi diệt ngay. Xin quyền tương phùng cùng nhau trong pháp hội. Đại lễ sám hối khai mạc được hơn 1 giờ thì việc lạ xảy ra. Trên đầu Mỹ Lệ bỗng suốt mồ hôi lạnh to như hột đậu, hạt hạt thi nhau rơi xuống. Nàng bị chóng mặt, hoa mắt. Dương Hùng nhìn thấy vợ thần sắc nhợt nhạt, vội hỏi: Em làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mỹ Lệ không còn trụ vững nữa, cũng chẳng thể trả lời, mặt chuyển sang sắc đen. Dương Hùng liền bảo em gái Mỹ Lệ: Trong Mỹ Lệ sắc mặt kém quá, em hãy mau vào trong chùa xin chư tăng dành cho chúng ta một chỗ để cho Mỹ Lệ tạm nghỉ dưỡng. Có thể do Mỹ Lệ vừa mới ra viện không lâu, lại phải tụng kinh sám lễ quá mệt, em hãy mau thỉnh Sư An đến, anh e là sẽ xảy ra chuyện đó. Thôi, anh đi dìu Mỹ Lệ đi nghỉ trước đây. Em gái Mỹ Lệ vội đi mời Sư An, sư chỉ chỗ nghỉ ngơi cho Mỹ Lệ. Mỹ Lệ vừa nằm xuống thì bắt đầu lăn lộn đau đớn trên giường. Dân Hùng và em gái Mỹ Lệ không biết làm sao, vội hỏi Sư An nên làm sao cho tốt. Sư đáp: Căn cứ theo kinh thuyết, tụng lương hoàng sám có thể giúp vong quỷ siêu thăng thiên giới. Nhưng nếu người có nghiệp chướng sâu nặng, hoặc kẻ đang bị oan quỷ đòi nợ mà tham dự pháp hội lương hoàng sám, thì sẽ phát bệnh hoặc nhức đầu, thân thể đau đớn. Dân Hùng lại hỏi Sư An: Thưa thầy, vậy thì tình trạng của vợ con bao giờ mới lành thầy? Sư An lắc đầu nói: Rất khó đoán, mỗi người đều có nghiệp chướng không giống nhau, vì vậy thời gian bệnh hành cũng khác nhau. Bao giờ bệnh của vợ ông chuyển tốt cũng không ai biết được. Ngay lúc đó, Mỹ Lệ đau đớn rên to, âm thanh hãi hùng vang trời vang đất. Mọi người đành đứng nhìn bó tai hết cách, không biết xử trí ra sao. Đột nhiên giọng Mỹ Lệ đổi khác, thổ âm rất lạ, giọng kể thảm thiết: Ta là Mỹ Loan, phối ngẫu của Phò Mã, chồng công chúa Thăng Hoa đời Tống. Thăng Hoa không những đoạt chồng của ta, còn giết ta chết thảm. Ta chết rất oan uổng, lòng đầy căm hận, nên đã kêu oan trước điện Diêm La Vương. Diêm Vương rất thông cảm cho hoàn cảnh của ta, vừa mất chồng lại bị giết hại, nên đã chấp nhận cho ta được phép tìm Thăng Hoa. Nay đã đầu thai thành Mỹ Lệ, đòi nợ báo quá.
Này Lâm Mỹ Lệ, hãy đền mạng cho ta. Mọi người chứng kiến tại hiện trường đều kinh sợ, xương cốt phát run. Đây chính là trong kinh từng nói, nhân duyên hội đủ, quả báo tới là phải trả. Sư An đành đứng ra khuyên. Nè Mỹ Loan, xin cô hãy bao dung, giơ cao đánh khẽ, tha cho Lâm Mỹ Lệ được toàn mạng. Bởi hiện nay Mỹ Lệ đã biết ăn chay tập tu, còn nguyện gì các vị tu một bộ Lương Hoàng Sám cầu siêu. Hy vọng các vị có thể nương công đức này mà siêu thăng thiên giới, không cần phải đi tìm cô ấy báo thù làm gì cho thêm phiền lụy. Cô hãy tha cho cô ấy đi, có được không? Oan quỷ nói. Ả này trong kiếp trước, lúc làm thăng hoa công chúa, đã tạo ác, giết người vô số, lại thêm nhiều đời nhiều kiếp mê ăn thịt loài vật, sát hại gà, vịt, cá, heo, vân vân. Tội ác quả tạo lớn như núi Tu Di, đúng như trong kinh Địa Tạng từng nói, tội kia quá to, sâu như biển, làm chướng ngại thánh đạo. Vậy thì có lẽ nào chỉ nhờ vào công đức tụng một bộ kinh Lương Hoàng Sám nhỏ xíu mà mong có thể chống đỡ, phủi hết mọi tội lỗi nặng nề hay sao? Sư A nghe, cảm thấy oan quỷ nói rất đúng, dịu giọng khuyên. Đúng vậy, cô nói không sai. Tuy Mỹ Lệ tạo tội quan nghiệp rất lớn, nhưng mong cô nghĩ lại, vì trong kinh điển cũng từng thuyết, chỉ cần người có tâm ăn năn sám hối, chịu thành tâm sám hối, các nghiệp ác mình đã tạo từ các kiếp xa xưa, quyết tâm tu sửa, hướng thiện, nỗ lực tu hành, biết tạo công đức, siêng tụng kinh điển, chuyên tâm trì chú hay niệm Phật Bồ Tát, nương nhờ oai lực chư Phật Bồ Tát, mà có thể tội nặng được trả báo nhẹ. Oan quỷ khóc, nói, sư thầy lý luận như vậy, thì mối hận thâm thù trong quá khứ của tôi, suốt bao nhiêu năm, cũng không còn cách gì báo oán à. Nếu vậy, tôi chẳng cam tâm, tôi nhất định phải báo thù. Sư An giải thích. Tôi không hề có ý nói như vậy, để làm cô thiệt thòi. Xét tình hình hiện thời, chính lòng căm hận thâm sâu, đã lưu giữ cô ở mãi trong ba đường ác. Như vậy rất là khổ, khiến cô vô phương chuyển thế đầu thai. Bây giờ cù nhân của cô là vợ chồng Mỹ Lệ, đang rất hối cải. Họ đã biết tích đức tạo thiện, trường trai, chân thành tu hành sửa lỗi. Vì vậy xin cô hãy bao dung, mở lòng tha thứ để tâm tư cô nhẹ nhàng và có thể thoát ra ba cõi, để cô có thể hưởng được hạnh phúc an lạc mà cô đáng được hưởng. Cô không nên tìm họ đòi nợ nữa. Tôi khuyên cô hãy chuyển tâm hận thành tâm lành hỷ xả. Điều này sẽ đem lại hạnh phúc rất lớn cho cô, vì tâm tốt, chiêu cảnh tốt. Bây giờ cô hãy siêng năng lui tới chùa tham dự các pháp hội, chịu khó nghe kinh tập tu, và chấp nhận ban cho quan gia của cô một cơ hội tu hành, chuộc lỗi, để họ tạo được công đức hồi hướng đến các vị, để các vị có thể chuyển thế đầu thai vào cõi lành. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Tất cả do tâm tạo, chịu buông xả oán hận, là các vị không còn phải ở trong ba đường ác chịu khổ. Cô có đồng ý không? Oan quỷ nghe Sư An phân giải, dịu giọng nói. Hôm nay nếu chẳng phải thầy thuyết có nghĩa, có tình và hợp lý, thì tôi nhất quyết không tha cho ả. Này Lâm Mỹ Lệ, ngươi phải nhớ cho rõ, nợ kia sau này ta sẽ tính. Nếu như ngươi không tu đàng hoàng, lòng hối cải không chân thành, ngươi phải làm thật nhiều công đức để hồi hướng cho tất cả quan quỷ chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ đến hành tội tàn khốc. Giờ ta đi đây. Oan quỷ đi rồi, Mỹ Lệ hồi phục như cũ. Nghỉ ngơi một chút, nàng cùng mọi người tiếp tục tụng Lương Hoàng Sám. Pháp hội kết thúc, Mỹ Lệ cũng dần dần hồi phục mạnh khỏe. Nửa năm trôi qua, một tối nọ, Mỹ Lệ đang nằm trong phòng, đột nhiên nhìn thấy các con vật cả đời mình từng giết ăn như gà, vịt, cá, heo, vân vân. Chúng đồng tới đòi mạng, cấu xé nàng. Mỹ Lệ sợ quá, kêu thất thanh. Dân hùng thấy tình hình như thế, vội vàng chạy đến niệm danh hiệu Phật và tụng chú vãng sinh. Lúc này, Mỹ Lệ bỗng dưng nhìn thấy một con cua to lớn mà vợ chồng nàng từng phóng sinh, chạy tới can ngăn khuyên lương đám loài vật đừng đòi nợ. Mỹ Lệ lúc này
đầu đau nhức như muốn vỡ tung. Nàng vội niệm Phật, Dân Hùng cũng vội cầm máy niệm Phật đến. Hai người cứ niệm, niệm theo mãi. Cả hai chẳng biết mình niệm được bao lâu, cho đến khi họ thấy một đạo hào quang và hình ảnh Đức Phật A-di-đà cực lớn đang hiện thân tiếp dẫn vô số loài vật kia. Khi không còn thấy chúng nữa, vợ chồng mới ngưng niệm. Chuyện Mỹ Lệ và Dân Hùng đời trước từng làm công chúa phò mã được nhiều người biết nên đã kể lại và lưu truyền rộng rãi trong giới Phật giáo miền Bắc Đài Loan. Do vậy mà câu chuyện này được viết lên dựa theo đó, mong mọi người đọc xong đều thu được lợi ích. Chu Tú Hoa, trích dịch từ tạp chí Kim Nhật Phật Giáo Đài Loan, nguyên tác Bạch Thoại, nữ ký giả Lý Ngọc. Lời tác giả: đây là một câu chuyện ngàn thật muôn thật. Sở dĩ tôi muốn trình cho quý vị biết câu chuyện này tuyệt không phải để quý vị thấy kỳ quái, mà muốn chứng minh rằng trên thế giới này quả thật có lục đạo luân hồi, có hiện tượng báo ứng nhân quả. Hơn nữa, việc này phát sinh trong thời đại hôm nay tại Đài Loan. Ký sự này được ghi tại thôn Mạch Liêu. Nguyên nhân viết ký sự này: vào khoảng tháng 2 năm nay, Dân Quốc 50, sư Tinh Vân nhận lời mời đến Hổ Vĩ để giảng kinh. Lúc đó đồng đi còn có sư Chữ Vân. Do ban ngày rảnh rang nên mấy người cư sĩ chúng tôi liền đi cùng hai sư đến thôn lân cận gần Hồ Vĩ để du ngoạn. Đồng thời trong lúc sư Tinh Vân giảng kinh, ni sư Trí Đạo bận việc tại Mạch Liêu. Do tôi chưa từng qua Mạch Liêu cho nên có ý muốn đến Mạch Liêu vãng cảnh. Mạch Liêu là một miền duyên hải, giao thông không được thuận lợi và là vùng đất chẳng có gì lạ để thưởng ngoạn. Chúng tôi thăm ni sư Trí Đạo tại Tử Vân Tự xong thì định về Hồ Vĩ, nhưng trụ trì Tử Vân Tự kiên quyết giữ chúng tôi ở lại dùng cơm trưa. Hơn nữa đã trễ tuyến xe, chúng tôi đành lưu lại đại điện Thường Liêu Thiên. Bây giờ chúng tôi kể ra câu chuyện kỳ lạ này cũng là lúc ngụ tại Thường Liêu Thiên, tình cờ do tiên sinh Hứa Tí Thạch khơi lên. Câu chuyện này chính là mượn thay hồi dương. Chuyện này vốn đã xảy ra rất lâu, nhưng do chủ nhân câu chuyện một mực không muốn kể lại, cho nên người biết chuyện rất hạn chế, chỉ có cư dân gần thôn Mạch Liêu. Còn những người ở vùng khác, dù có gặp hoặc nghe đề cập đến chuyện này sẽ bù tịch, vì họ chẳng được ai kể cho nghe câu chuyện thần kỳ khoái lạ này, thậm chí còn cho đây là điều không thể xảy ra nữa. Bởi vì đây là câu chuyện ít người biết, vì ngay chính người trong cuộc cũng không muốn khơi gợi lên. Lúc chúng tôi mới nghe qua câu chuyện này, do người kể không mạch lạc, chẳng có thứ từ lớp lang nên nghe thật rối rắm lộn xộn. Dù nghe chẳng nhiều và chưa hiểu gì lắm, nhưng chúng tôi bị mấy từ mượn thay hoàng hồn lôi cuốn nên muốn tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Do vậy mà chúng tôi dùng trưa qua loa rồi lập tức quay về Hồ Vĩ, nhất quyết đi phỏng vấn các nhân vật chính trong câu chuyện này cho bằng được. Chu Tú Hoa mượn xác hồi dương. Nhân vật chính trong câu chuyện ly kỳ này hiện đang ngụ tại căn nhà số 95, đường Trung Sơn, thôn Mạch Liêu. Căn nhà này là cửa hàng vật liệu xây dựng, chủ nhân là ông Ngô Thu Đắc, vợ ông là bà Ngô Lâm Cương Yêu. Lúc chúng tôi đến đây, bà vợ đã ra ruộng, ông Ngô đang bận rộn làm việc. Khi biết mục đích chúng tôi đến đây thì sắc mặt ông lộ vẻ rất không vui. Sau đó bà chúng tôi lần lượt chào thăm hỏi han. Ông bất đắc dĩ phải kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đã xảy ra. Ông nói: chuyện xảy ra vào năm Dân Quốc 48. Do tôi sống bằng nghề kinh doanh xây dựng cho nên đã tham dự công tác kiến trúc thôn Đài Tây Đảo Hải Phong. Trong thời gian ở đây tôi rất ít về nhà. Tình cờ về nhà thì gặp vợ tôi bị bệnh. Nhưng lúc tôi tiếp tục đi đảo Hải Phong thì bệnh nàng đỡ hơn nhiều. Sau đó tôi về nhà thường xuyên hơn, bệnh vợ tôi ngày càng trở nặng. Cho đến khi công trình đảo Hải Phong hoàn tất,
tôi về đến nhà thì bệnh vợ tôi đã nặng hết mức chữa được. Thấy nàng bệnh không đến nỗi nguy, nhưng tinh thần lúc đó lại không bình thường, cứ làm ầm loạn cả lên. Chúng tôi định đem nàng đến bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng nàng không đồng ý. Hơn nữa, chúng tôi có hợp sức bắt nàng cũng không được, và nàng luôn lớn tiếng gào trách. Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi đem đến viện thần kinh. Tôi không có điên mà, tôi là người Kim Môn, tên tôi là Chu Tú Hoa. Vả lại, thổ âm nàng hoàn toàn đổi khác. Nhưng tôi không hề tin là thân xác của vợ tôi bị hồn một người nào đó chiếm cứ. Ngô tiên sinh trầm ngâm như đang hồi tưởng về quá khứ. Nhãn quan ông dừng lại nơi tấm hình chụp chung của hai vợ chồng, khe khẽ thở dài. Sau đó kể tiếp: tôi nghĩ chẳng ra và không ngờ trên thế giới này còn có thể xảy ra chuyện quái lạ như vậy. Càng không tưởng tượng được là chuyện này lại giáng xuống ngay nhà mình. Tạm dừng một chút, ông nói tiếp: trong thời gian tôi xây dựng công trình hàng ngày từ đảo Hải Phong đạp xe về nhà, luôn cảm thấy trên vai có chút nặng nề. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là do con đường quá dốc, cho nên cũng chẳng để tâm. Sau này tôi mới biết, mỗi lúc tôi về nhà thì cái cô nương quê ở Kim Môn đó luôn ngồi phía sau xe đeo theo tôi về đến nhà. Nói đến đây, tiên sinh không muốn nói thêm gì nữa. Ông lấy cớ đi pha trà và kết thúc câu chuyện. Trong lúc này, người cháu trai, con chị gái của ông, tuổi khoảng 20, phụ tiếp chúng tôi, đang cùng nhau trò chuyện, thì Hứa tiên sinh, người dẫn đường cho chúng tôi đến, bảo là sẽ đi tìm vợ Ngô tiên sinh giúp chúng tôi. Ông kể là rất nhiều người muốn gặp bà, nhưng bà đều từ chối, nên lần này không biết bà có cho gặp hay không. Điều này ông chẳng dám bảo đảm. Dù sao, ông cũng tận lực đáp ứng chúng tôi giúp đi tìm bà. Cháu ông Ngô kể: lúc mợ tôi bệnh, tôi luôn giúp cậu trông nom bà. Mợ tôi có lúc khóc lóc, có lúc lẩm nhẩm nói gì đó trong miệng mà chúng tôi không hiểu. Lắm khi đang nằm thì mợ ngồi bật dậy, tôi và cậu xúm nhau đè mợ nằm xuống giường lại. Nhưng lúc đó sức mợ thiệt là mạnh, khiến chúng tôi vô phương đè mợ xuống, mà ngược lại còn bị mợ hất văng. Tôi nghĩ sức phụ nữ đâu có khỏe dữ vậy. Thật ra chính xác là bạn bè của mợ đang giúp mợ. Nói đến đây, người cháu biểu lộ vẻ thần bí. Tôi biết anh ta nói bè bạn đây là muốn ám chỉ những vong linh khác. Anh ta lại kể tiếp: khi chúng tôi hiểu xác mợ cương đã bị hồn khác nhập vào rồi thì không biết phải làm sao, đành để mợ nằm dưỡng bệnh. Mới đầu mợ đối với mọi chuyện đều không quen. Thí như lúc cậu tôi kêu mợ là A Cương thì mợ phản đối: tôi tên là Chu Tú Hoa, không phải là A Cương. Lúc mẹ và chị của mợ đến thăm thì mợ vẫn khăng khăng nói: tôi không quen biết các người, các người là ai? Đương nhiên láng giềng chúng tôi, mợ hoàn toàn không nhận ra ai. Nói đến đây, người cháu liếc nhìn vào trong một cái, như sợ cậu mình sẽ đột ngột xuất hiện và nghe được lời anh ta sắp nói vậy. Anh ta hạ giọng thật nhỏ: đối với gia đình, cậu tôi là người rất có trách nhiệm. Nhưng cậu và người mợ cũ trước đây rất chống trái nhau, sống không hòa thuận. Nhưng tính cậu xưa nay rất đàng hoàng, không hề ra ngoài tìm bạn gái hay tằng tiểu với ai. Nhưng lần đó, tại công trình kiến trúc nơi đảo Hải Phong, có nhiều công nhân kể lại, họ thấy có một cô gái theo sát bên cậu. Vì vậy, họ thường nói, không ngờ Ngô tiên sinh đây cũng là tay quá cỡ. Có lúc, lão công nhân lớn tuổi nhất, trong lúc nghỉ ngơi, đã đề cập đến chuyện cô gái xuất hiện bên cạnh cậu. Nói xa nói gần, bảo cậu diễm phúc dữ, nhưng cậu đối với những lời này, lồ dẻ không hiểu chi hết. Và cậu một mực phủ nhận, nói mình không hề dẫn gái đến công trường. Nhưng mặc cho cậu phủ nhận, đám công nhân vẫn không ngớt bàn tán. Cậu cho rằng họ rảnh nên nói chuyện tào lao, cố ý trêu chọc cậu cho vui thôi. Vì vậy mà không thèm quan tâm tới lời mọi người nói. Nào ngờ cô gái mọi người thấy xuất hiện bên cậu lúc đó chính là người mợ bây giờ của chúng tôi. Quả thật, trước khi chưa nhập xác mợ thì ngày ngày có theo bên cạnh cậu. Anh ta châm lửa, mồi điếu thuốc, rồi kể tiếp:
Nói ra cũng thật khó mà nghĩ tưởng, công trình đảo Hải Phong có rất nhiều thợ làm, nhưng trước đây mỗi lần thầu nhận xây đều bị cảnh thua lỗ, hay tại hiện trường các thợ xây luôn bị té ngã. Nhưng từ lúc cậu tôi nhận thầu xây công trình rồi thì không những kiếm được rất nhiều tiền mà các công nhân đều được bình an. Không biết đây có phải là nhờ những vong hồn nơi đảo Hải Phong âm thầm phù trợ ban phúc cho chăng? Ngô tiên sinh lúc này đã bưng mấy chén trà ra, chúng tôi vừa uống trà vừa nghe cháu ông kể tiếp. Nói các vị không tin, chứ đây rõ ràng là chuyện tôi đích thân trải qua. Giờ kể ra tôi vẫn còn thấy sợ. Chuyện là như vậy, khi mợ Tú Hoa vừa lành bệnh thì mợ hay nói là có bạn bè tìm đến thăm và bảo chúng tôi phải lo chuẩn bị ghế và nhang đèn để tiếp khách. Nhưng mỗi khi chúng tôi răm rắp làm y theo lệnh mợ thì cũng chẳng thấy có ai tới, nhưng lại nghe mợ nói chuyện giống như có người đến. Mợ trò chuyện với vẻ rất vui, vừa nói vừa cười. Kỳ quái hơn nữa là các ghế trúc lúc đó nhìn giống như có người ngồi thật sự, vì chúng phát ra âm thanh kèn kẹt. Cho đến lúc mợ nói tiễn khách thì ghế lại phát ra âm thanh giống như có những người đứng dậy ra về. Như thế rõ ràng là có những người khuất mặt sợ mợ tôi cô đơn nên đã đến thăm bầu bạn cùng. Nhưng qua lúc đó rồi thì họ chẳng còn tới nữa. Từ hồi mợ lành bệnh đến về sau này, mợ Tú Hoa đúng là cái gì cũng biết. Mợ biết chữ nè, gì cũng làm được hết. So với mợ Cương ngày xưa không biết chữ, cử chỉ hành vi hoàn toàn khác xa một trời một vực, giống như hai người khác hẳn. Ngày xưa mợ cũ chỉ biết nấu cơm, ngoài ra gì cũng không biết làm. Nhưng từ lúc bị bệnh rồi lành thì mợ hoàn toàn thay đổi hẳn. Mợ bây giờ không những biết ra đồng còn đảm đương luôn các việc nặng nề khác. Còn chuyện nấu cơm, mợ lại nói là chưa từng làm. Đây quả là ngược đời và rất lạ. Không chỉ thế, tất cả sở thích, điệu bộ, hình dạng, bước đi cũng hoàn toàn đổi khác. Đương nhiên là giọng nói khẩu âm thay đổi hẳn. Tiếng nói của mợ bây giờ hoàn toàn là thổ ngữ dùng Kim Môn. Đến đây thì Ngô tiên sinh uống một hớp trà, nhìn quanh rồi lắng nghe chúng tôi trò chuyện. Cháu ông lại chỉ vào bức hình Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng Vương đang thờ trên bàn, bảo chúng tôi: cậu tôi vốn chỉ biết thờ cúng tổ tiên, còn các tượng Phật Bồ Tát này đây là do mợ Tối Qua thỉnh về thờ phụng. Nói các vị nghe nha, mợ cũ ngày xưa rất ưa ăn thịt cá, nhưng từ khi thay hồn đổi xác rồi thì mợ mới này chẳng những không ưa ăn thịt cá mà hễ gặp đồ mặn là nhất quyết không ăn. Vì vậy mợ toàn ăn riêng, không ăn chung với cả nhà. Nói đến đây thì Hứa tiên sinh cũng về tới bên ngoài. Chúng tôi đưa mắt ngóng tìm vai chính trong chuyện, xem nàng có chịu theo ông tới không. Thì ông lắc đầu nói: cậu không chịu tới còn khóc quá chừng luôn. Thế là Bảo Phụng và tôi theo chân Hứa cư sĩ ra ngoài, khuyên Chu Tú Hoa trở về. Bởi vì chuyện chúng tôi đến đã âm thầm làm tổn thương tâm tư Chu Tú Hoa. Lúc chúng tôi nhìn thấy nàng, nàng như không còn sức lực, đang tựa vào cái cột cổng nhà hàng xóm, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi dòng lệ đang chảy xuống. Tôi nghĩ chắc chắn nàng đã ngồi ở đây và khóc rất lâu rồi. Chúng tôi phải an ủi nàng thật lâu mới dìu được nàng về nhà. Lần này do chúng tôi đến đã khiến cho nàng nhớ về gia đình mình ở Kim Môn, vì vậy mà tâm tư không ngớt sầu muộn. Mặc dù nàng trò chuyện với chúng tôi, nhưng vừa nói được một hai từ thì nàng lại bật khóc và không thể nói thành tiếng. Hôm đó nàng cố gắng kể cho chúng tôi nghe bằng giọng Đức Quảng. Nàng tên Chu Tú Hoa, nhà ở tại Kim Môn, cha tên là Chu Thanh Hải, mẹ tên là Thái Diệp. Lúc đó nàng 18 tuổi. Vì Kim Môn phát sinh chiến loạn nên nàng phải theo mọi người lên thuyền đánh cá chạy nạn. Sau đó thuyền lên đênh trên biển rất lâu, mọi người đều không còn lương thực nên bị chết đói, chết khát. Cuối cùng nàng cũng ngất đi. Chẳng biết bao lâu thì tỉnh dậy, thấy thuyền đã trôi đến hải đảo tỉnh Đại Tây này. Nàng được cứu sống, nhưng sau đó ngư phủ lại đẩy thuyền ra biển cho nó trôi đi. Nói đến đây,
thì nàng lại ôm mặt và bỏ chạy vào trong. Chúng tôi đang rất muốn biết nhiều hơn, nhưng thấy nàng quá sầu thảm như vậy, chúng tôi chẳng nỡ truy vấn gì thêm, mà thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải về Hồ Vĩ cho kịp chuyến xe. Vì thế tất cả cùng đứng lên từ biệt chủ nhà. Lúc ra về, chúng tôi còn hứa lần sau nếu có dịp đến Mạch Liêu sẽ tặng cho Chu Tú Hoa một sâu chuỗi niệm Phật. Đoạt tiền hại mệnh, bị báo ứng ngay. Hứa tiên sinh đi cùng với chúng tôi. Trên đường ra bến xe, ông kể thêm cho chúng tôi nghe. Chu Tú Hoa lúc chạy loạn vốn là có thể sống sót. Giây phút cô được ngư phủ cứu, cô từng nói: cầu xin ngài hãy cứu mạng tôi. Bất kể làm gì, làm dâu hoặc làm kẻ giúp việc, tôi đều có thể. Và tiền bạc trên thuyền tôi đều xin tặng hết cho ngài. Nhưng mà cái tên ngư phủ đó quá ác và cực kỳ vô lương tâm. Hắn đã đoạt vàng còn ném người xuống biển. Xong rốt cuộc hắn cũng không thể bình an tọa hưởng số vàng phi nghĩa cướp được kia. Bởi vì không bao lâu thì cả gia đình hắn từng người lần lượt chết đi. Bây giờ chỉ còn sót lại một thằng con, còn nhỏ mà bị bệnh phong điên rất ghê. Phật giáo nói nhân quả báo ứng, quả là không sai chút nào. Kể đến đây, ông đưa mắt nhìn khắp chúng tôi rồi tiếp. Nói ra cũng lạ lắm, khi Chu Tú Hoa lành bệnh rồi, có người đem tin đồn này đến Đài Tây. Người ở Đài Tây biết chuyện rồi, tất cả đều rất kinh ngạc và cho là quá lạ. Có người biết rõ chuyện này mấy năm trước, nhà thằng phong điên kia cướp của rồi giết hại cô gái này, nên khi đó đã dẫn đứa nhỏ điên là con của kẻ cướp đến gặp Tú Hoa. Không ngờ họ vừa đến cổng, Chu Tú Hoa ngăn lại không cho vô, còn khóc nói: người cha các người hại ta chưa đủ hay sao, mà còn đến đây làm ta khổ đau thêm nữa. Trước đây bà A Cương chưa từng đến Đài Tây, mà lúc thằng nhỏ điên tới cũng không có ai biết tường tận chuyện này. Nhưng mà Chu Tú Hoa vừa nhìn thì nhận biết ra hết tất cả. Đây quả rất là lạ. Việc tặng chuỗi thăm tại Bạch Liêu. Khoảng tháng 7 năm nay, cư sĩ Hùng Cự Minh đến Hồ Vĩ để dạy cho các liên hữu cách xướng Phật tán. Trong lúc trò chuyện, sư Chữ Vân lại nhắc đến chuyện mượn thay hoàng hồn này. Năng cư sĩ nghe qua cảm thấy rất hứng thú. Do tôi từng hứa sẽ tặng chuỗi cho Chu Tú Hoa nên sẵn dịp này dẫn năng cư sĩ đi Mạch Liêu luôn. Năng cư sĩ đã từng ngụ tại Kim Môn một thời gian, cho nên đối với những chuyện ở Kim Môn ông rất rành. Trên đường ông kể với tôi nghe nhiều chuyện về Kim Môn, như kiểu kiến trúc, các ngành nghề, phong tục tập quán, dân tình, vân vân. Đây đều là những tư liệu giúp tôi tỏ tường hơn khi gặp Chu Tú Hoa. Hôm ấy thời tiết rất xấu, xe đi trên đường gặp mưa lất phất. Tôi rất lo mưa sẽ to hơn. Nào ngờ lúc xe đến Mạch Liêu thì mưa đã tạnh. Tôi không ngăn được mừng vui, trong lòng niệm thầm: Nam Mô A Di Đà Phật. Những chuyện ở Kim Môn đều nhớ hết. Do trời mưa nên Chu Tú Hoa không ra đồng. Khi tôi biết cô có ở nhà, trong lòng mừng như trút được gánh nặng. Có lẽ vì tôi dẫn theo mấy người nên Chu Tú Hoa do dự rất lâu mới chịu ra diện kiến. Nhưng lần này cô có vẻ bình tâm nhiều hơn. Thấy chúng tôi, cô mỉm cười gật đầu chào, nhưng nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng. Trước tiên tôi đem sâu chuỗi tặng cho cô, rồi nói chuyện phiếm. Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên tôi không vào thẳng vấn đề mà cứ nói chuyện lòng vòng. Trước tiên là bàn đến chuyện tôn giáo. Chu Tú Hoa nói: hồi nhỏ tôi rất tin Phật, hơn nữa tôi còn ăn chay trường. Hiện nay bất kể công tác bận rộn như thế nào, sớm tối tôi đều lễ Phật. Tôi hiểu rõ lời Phật nói không sai chút nào.
Một cá nhân nên làm việc tốt, tuyệt đối không nên làm điều xấu, vì làm xấu sẽ không được quả tốt. Trong lần ghé trước, tôi nghe láng giềng quanh đây kể là Chu Tú Hoa hàng ngày rất siêng năng lễ Phật. Tôi nghĩ đây chắc chắn là nguyên nhân cô được hoàn hồn trở lại nhân gian. Vì vậy, tôi thừa dịp hỏi cô rằng, hồi nhỏ cô rất tin Phật, vậy ở Kim Môn có niệm Phật đường không? Cô suy nghĩ một chút, rồi đáp: Tôi không rõ, nhưng trong nhà tôi có thờ Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi chỉ lễ bái ở nhà, cả nhà chúng tôi ai cũng biết lễ Phật. Tôi lại hỏi tiếp rằng, hiện giờ cô còn nhớ những chuyện ở Kim Môn chăng? Cô thở dài và nói rằng, nhớ, nhớ hết, nhưng việc đã qua rồi, cô cũng không muốn nhắc lại làm gì. Tôi lại hỏi thêm rằng, nếu như bây giờ có người muốn giúp cô tìm lại cha mẹ, cô chịu không? Đương nhiên, tôi rất mừng, nhưng mà ai chịu giúp tôi chứ? Cho dù có tìm được, e là người thân cũng không nhận ra tôi. Vì thân hiện tại của tôi mang không phải là hình hài lúc tôi rời khỏi Kim Môn. Nói đến đây, cô mím chặt môi và đôi mắt đỏ lên, nhưng cô ráng kềm chế để không khóc trước mặt khách. Tôi chỉ vào năng cư sĩ đang ngồi phía dưới và nói rằng tiên sinh này từng ở Kim Môn rất lâu, hơn nữa ông cũng là người tin Phật và biết rõ về Kim Môn. Bây giờ ông có rất nhiều bạn bè ở Kim Môn này, nếu như cô đồng ý, ông sẽ hỏi thăm giúp cô. Đúng lúc đó, mắt cô đỏ lên, cô cúi đầu xuống một hồi lâu. Để phá vỡ bầu không khí buồn bã, tôi vừa cười vừa nói rằng, nếu như đã tìm được cha mẹ, cô có chịu đến đó gặp và nhận cha mẹ mình hay không? Cô nói, đương nhiên là nhận ra. Nếu như được đến đó, tôi muốn cùng đi với chị một lần, chị có chịu đi không? Nói đến đây, tưởng chừng như mình đã về đến Kim Môn, đôi mắt cô sáng bừng lên. Cô nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Tôi đáp lời cô rằng đương nhiên rồi, tôi luôn mong được tới Kim Môn, và nếu được đi cùng với cô thì tốt quá. Về sau, ông Ngô có nhờ bạn đến Kim Môn dò tìm tin tức song thân Chu Tú Hoa theo địa chỉ cô nói. Người bạn về cho biết là quả thực có gia đình tên là Chu Thanh Hải, nhưng sau khi quân giặc pháo kích thì toàn gia đã mất tâm tích. Do đó, Chu Tú Hoa không cách gì về Kim Môn nhìn nhận người thân nữa. Thế rồi, tôi yêu cầu cô kể cho nghe sự tình lúc cô rời Kim Môn. Cô kể, chuyện xảy ra vào năm Dân Quốc bao nhiêu tôi không nhớ rõ. Năm đó tôi 18 tuổi. Giờ lúc đó, người tung tin nhảm là quân đội sẽ triệt thoái khỏi Kim Môn, cho nên nhiều bá tính trong làng đều xuống thuyền đi lánh nạn. Tôi cũng lên thuyền theo. Tôi lại hỏi cô rằng, cha mẹ cô không đi cùng ư? Cô lắc đầu nói, không. Lúc đó cả nhà tôi đều hoảng loạn. Nhà chúng tôi buôn bán nên không có thuyền. Tôi đi ké theo thuyền đánh cá của người ta. Lúc đó tôi chia tay người thân, tôi hoàn toàn không lường trước được. Đó là lần chia tay vĩnh viễn, không bao giờ cô có thể gặp lại gia đình được nữa. Cô nói với vẻ buồn rầu, nhưng vẫn ráng kể tiếp tục. Hôm chúng tôi đào nạn, bọn giặc pháo kích dữ lắm. Tôi bị gió bão làm bị thương, nhưng vẫn ráng leo lên thuyền. Thuyền ra tới ngoài biển lớn thì chúng tôi chẳng biết đi hướng nào nữa. Vì mọi người thường ngày chuyên bắt cá ngoài biển, cho nên khi ra biển lớn thì họ mù tịt và mất phương hướng. Sau đó chúng tôi phó mặc thuyền trôi theo dòng nước đưa đẩy, cứ thế mà lên đền mãi giữa biển nước mênh mông. Rất nhiều người bị chết đói, chết khát. Tôi cũng cực kỳ thống khổ, không biết là phải trải qua bao nhiêu ngày thuyền thuyền mới trôi dạt đến hải đảo này. Những người còn khí lực đều bỏ thuyền bơi đến bờ. Phần tôi thì hôn mê. Sau đó một ngư thuyền tới, có người phát hiện ra tôi, bèn cập gần thuyền. Bọn họ lay tỉnh tôi. Tôi mới biết đây là vùng Đài Tây của Đài Loan. Bọn họ hỏi nguyên nhân tôi lênh đênh trên biển. Tôi thành thật kể cho họ nghe. Sau đó, nói đến đây, mắt cô xuất hiện hai giọt lệ tròn như hạt châu, và cô vội chùi đi. Tôi lại ngắt lời, nói tiếp giùm cô rằng, sau đó họ đoạt tiền cô rồi ném cô xuống biển, cho nên toàn gia họ sau này đều chết sạch, chỉ còn lại một thằng nhỏ bị bệnh phong điên. Không đợi tôi nói hết, cô vội cướp lời.
Trời, cô cũng nghe được điều này sao? Thật sự là số vàng trên thuyền ấy không hoàn toàn là của tôi, mà là của nhiều người đào nạn mang theo. Còn chuyện bọn chúng cướp vàng, sau đó cả nhà bị giết hết, hoàn toàn là sự thật. Nhưng tôi là người tin Phật, dù biết họ tàn nhẫn không lương tâm, nhưng tôi chẳng thèm kết thù với họ làm gì. Chuyện này là do những người đồng đi với tôi căm phẫn, bất bình nên báo oán thôi. Tôi lại hỏi cô rằng, trước khi đến nhà Ngô tiên sinh, cô ngủ ở đâu? Nhắc đến vấn đề này, cô có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn đáp. Tôi ở thôn Đài Tây, đảo Hải Phong, trong đó có nhiều cây xanh và biển rất đẹp. Tôi ngủ tại đó nhiều năm. Và tôi muốn hỏi cô rằng cô có thích chỗ đó không? Thích lắm. Tôi ở đó khá lâu. Khi bị ném xuống biển thì hồn tôi cứ quanh quẩn ở nơi đảo Hải Phong. Tôi trụ tại đây chừng 10 ngày thì được Dương Công thâu làm môn hạ. Dương Công cho biết thọ mạng của tôi chưa hết, có thể mượn thay của vợ Ngô Thu Đắc để hồi dương. Ông dạy tôi hãy tạm trú ở miếu Dương Bắc. Không bao lâu, Ngô Thu Đắc đến đảo Hải Phong làm việc. Tôi liền theo Ngô Thu Đắc. Khi Ngô Thu Đắc làm xong việc quay về nhà thì khi đó tôi cũng theo về để chờ cơ hội. Vài ngày sau, bà Lâm bệnh tình trở nặng, hồn về cõi khác. Tôi nhân cơ hội này mượn thay hoàn hồn. Ngừng một lát, cô tiếp. Nhưng chuyện mượn thay người không phải dễ dàng. Để vào được thân xác người là một việc rất khổ não. May mà có Dương Công giúp đỡ, phải hơn 20 ngày việc mới hoàn thành. Tôi thật muốn biết cảm giác của cô lúc ấy ra sao. Cô nói tiếp. Rất tự nhiên, nhưng không quen lắm. Cô muốn ám chỉ, lúc trước mình là một thiếu nữ, giờ phải mang thân một bà lớn tuổi đã có chồng. Tôi đổi sang đề tài khác, hỏi cô rằng Mạch Liêu có tốt như Kim Môn không? Mạch Liêu hả? Nơi này sao có thể so bì được với Kim Môn chứ? Phòng ốc của Kim Môn hoàn toàn là nhà xây. Đường đi á thì bằng phẳng và chỉnh tề. Nơi chúng tôi cư ngụ là khu vực buôn bán người ở rất là sầm uất và náo nhiệt. Còn cả nhà cửa Mạch Liêu xây á thì không có trật tự, rất bát nháo và lộn xộn. Năng cư sĩ đồng ý lời cô nói. Theo năng cư sĩ phỏng đoán, Chu Tú Hoa đào nạn vào năm Dân Quốc 43 bởi vì trong năm đó nhiều người thấy quân đội vận chuyển súng thuốc đạn dược đến ven biển. Họ tưởng quân đội rút lui nên hồ đồ tung tin nhầm lẫn. Nghe năng cư sĩ tả, cô nói. Đúng, tôi chính là người chạy giặc trong thời buổi đó. Tiếp theo, tôi hỏi về dân tình phong tục ở Kim Môn thì cô nói giống y như năng cư sĩ đã kể. Lần thứ nhất tôi đến Mạch Liêu cũng từng nghe kể là tình cảm giữa ông Ngô và bà Cương không tốt lắm. Nhưng từ lúc Chu Tú Hoa mượn giác nhập hồn thì tình cảm giữa họ rất hòa thuận, tốt đẹp. Và cô đối với Thắng Nhan là con trai của A Cương cũng chăm sóc tốt như mẹ ruột của cháu. Không những thế, Ngô gia từ lúc Chu Tú Hoa đến thì kiếm được rất nhiều tiền. Cô quen buôn bán nên hướng dẫn chỉ đạo đúng y. Cô bảo thứ gì nên, thứ gì không nên buôn bán đều thành công cả. Hơn nữa, cô còn ra đồng canh tác. Thậm chí, việc canh mực nước ruộng buổi tối đều do cô đích thân làm. Có lúc phải sắp xếp trong tiệm hoặc phải vận chuyển hàng hóa nặng nề, đòi hỏi rất nhiều sức lực, cô đều gánh vác cả. Chỉ duy có một điều, cô không muốn xuống bếp nấu cơm. Lý do rất đơn giản là cô rất sợ những thức ăn mặn, hôi tanh. Tôi liền hỏi cô rằng, cô ở Mạch Liêu gần 2 năm, giờ cô đã quen chưa? Mặt cô thoáng hiện nét bối rối. Cô thở dài than. Trời ơi, cô coi, tôi hiện giờ phải sống trong thân thể dai mượn này, thay cho thân cũ đã mất. Nhưng thật bất tiện và không tự nhiên. Hơn nữa, do mình mượn thân, nên phải thay họ mà gánh nhát, phải xử lý tất cả mọi công việc như một người đã có gia đình. Tôi rất tiếc vì cảnh sống ngày xưa, nên lòng tôi rất buồn. Cô nói tiếp. Như tôi đã kể qua cho cô nghe, tôi là người tin Phật. Khi tôi chưa đến Ngô gia, tôi vẫn còn là một cô gái chưa kết hôn. Vì vậy mà tôi rất chán ngán cuộc sống hiện tại. Tôi hiểu rõ ý cô muốn nói. Vì là cô là cô gái 18 tuổi mà giờ đây phải sống thân một người già
lại phải chu toàn trọng trách làm mẹ, làm vợ, gánh vác quá nhiều. Cô kể: Tôi từng yêu cầu Ngô tiên sinh cho tôi đến niệm Phật đường an dưỡng, nhưng ông không chịu. Trong lòng tôi rất buồn, nhưng cả nhà họ đều đối với tôi rất tốt. Vì vậy mà tôi đành thay thân này gánh vác tất cả. Nhưng nếu như sau này ông Ngô chịu đáp ứng cho phép tôi đến niệm Phật đường, thì tôi rất muốn đến đó, vì nơi đó thanh tịnh, hợp với tôi hơn. Tôi nói với cô rằng, nghe kể cô đối với con trai và mẹ chồng rất tuyệt, mọi người đều khen ngợi cô, phải không? Về điểm này hả? Mọi người đối xử với tôi rất tốt. Thắng Nhan á thì ngoan lắm, mặc dù nó không do tôi sinh ra, nhưng nó rất hiểu chuyện. Mọi người đối với tôi quá tốt, thì tôi sao có thể xấu với mọi người chứ? Có lúc ông Ngô thường la con trai, tôi luôn khuyên ông: Con hãy còn nhỏ, có chuyện gì cũng không nên quát la to tiếng, phải nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu. Tôi nghĩ nhất định Thắng Nhan sẽ tiếp thu tốt hơn. Đương nhiên là tôi cũng khuyên Thắng Nhan nghe lời cha. Tôi đã ở trong nhà họ thì tôi luôn mong gia đình có thể sống với nhau hài hòa, an lạc. Nói đến chuyện con cái, má cô chợt ửng hồng lên. Đương nhiên rồi, vì theo tuổi hiện thời của cô mà tính thì cô hãy còn quá nhỏ. Đột nhiên trong phút chốc bị một thanh niên lớn tuổi kêu mình là mẹ thì ác hẳn phải cảm thấy rất không quen. Trân trọng chụp hình lưu niệm. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi nói chuyện đã mấy tiếng đồng hồ, đã đến lúc phải cáo biệt. Tôi đứng dậy và nắm tay cô an ủi rằng, mọi người đã đối với cô rất tốt thì cô cũng nên buông xả, quên hết đi. Phật giáo nói, tất cả đều do nhân duyên tụ hội hợp thành. Có lẽ cô và Ngô gia có duyên nên mới từ chốn Kim Môn xa xôi mà trôi dạt đến nơi này sống chung cùng với họ. Cô gật đầu. Tôi lại nói tiếp rằng, dù sao cô hàng ngày đều rất thành tâm niệm Phật, thì bất kể sống ở đâu mình cũng hành trì như thế thôi, không nhất định phải đến niệm Phật đường. Phật, Bồ Tát vẫn luôn chúc phúc, gia hộ cho cô. Hơn nữa, theo tinh thần Phật giáo thì trước lợi người, sau mới lợi mình. Cô đã giúp đỡ cho cả nhà họ, khiến họ đều cảm thấy rất vui. Đây cũng là rất có công đức. Cô vẫn im lặng. Tôi lại nói tiếp rằng, nếu cô muốn đến Phật đường thì sau này khi tôi rảnh, tôi dẫn cô đến Hồ Vĩ chơi. Tôi mong từ nay cô sẽ an tâm, chẳng nên thường cảm thấy khó kham và khổ sầu nữa. Cô cảm động xiết tay tôi, tạ ơn mãi. Trước khi ra đi, tôi mời cô cùng chụp hình với tôi làm kỷ niệm. Cô có vẻ ngần ngại. Sao nhờ Thắng Nhan khuyên lơn động viên mãi, cô mới gật đầu đồng ý. Lúc chúng tôi cáo từ, Thắng Nhan tiễn chúng tôi đi. Trên đường, tôi hỏi cháu những điều liên quan đến mẫu thân. Cháu nói, mẹ tôi từ nhỏ sinh trưởng tại Mạch Liêu, xưa nay chưa từng đến Đài Tây hay Kinh Môn. Sau khi bà lành bệnh đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Tôi thật tình không tin những chuyện như thế, nhưng thân xác vẫn là mẹ tôi, mà mẹ cứ cương quyết không chịu nhận mình là A Cương. Bà con thân quyến tới thăm, ngay cả bà ngoại và các dì, mẹ cũng không nhìn ra ai. Việc này khiến cả nhà đều cảm thấy rất kinh ngạc. Trong tâm tôi cảm thấy có phần bức xúc. Tôi thật không biết phải kêu bà như thế nào. Nói đến đây cháu dừng lại. Tôi hỏi cháu, vậy hiện tại thì sao? Cháu cười buồn rồi đáp, đương nhiên tôi vẫn kêu bà bằng mẹ, vì là thân xác của mẹ tôi mà. Tôi hỏi cháu, cháu tin chuyện mượn thay hoàng hồn ư? Ngày xưa tôi hoàn toàn không tin. Mẹ tôi xưa nay chưa từng đến đảo Hải Phong, nhưng mẹ hiện tại hay tả về đảo Hải Phong. Hơn nữa, vào năm Dân Quốc 48, tôi từng tham gia hội trại ở Phi Luật Tân. Trong đội có một người bạn quê ở Kim Môn, thổ âm rất khác. Khi tôi về nhà thì mẹ đang bệnh. Sau khi lành rồi thì tiếng nói thay đổi hẳn, khẩu âm giống hệt người bạn ở xứ Kim Môn kia. Hơn nữa, bà còn có thể kể rất nhiều chuyện về Kim Môn. Cho nên tôi tin mẹ sau này thật sự là người Kim Môn.
tôi kể cho quý độc giả nghe câu chuyện này hoàn toàn không có ý khiến cho các vị sinh tâm hiếu kỳ rồi đi tìm gặp Chu Tú Hoa. Tôi chỉ muốn dùng câu chuyện này để chứng minh rằng Phật giáo nói lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng là chính xác và lý lẽ này luôn tồn tại. Cuối cùng tại đây, tôi mong tất cả chúng ta đều sẽ chúc phúc cho Chu Tú Hoa. Bình. Chúng ta hàng ngày học giáo lý Phật, luôn được Ngài nhắc nhở: xác thân này không thực, mong manh, dễ rã bất cứ lúc nào. Nhưng ta khó mà thâm nhập, vì khi mở mắt chào đời, ta đã mang thân này rồi. Còn Chu Tú Hoa, ngay giây phút mượn xác hồi dương sống trở lại, cô sẽ rất dễ thấy xác thân đang mang đó không phải là của cô. Trên đường đào nạn, chuyện bị đoạt của, vớt xác xuống biển có thể xem như là một tốt nghiệp quan kiên, hoặc là một nhân mới mà tên cướp bắt đầu gieo. Nhưng Chu Tú Hoa tâm sự rằng cô hiểu giáo lý Phật, cô tin nhân quả, nên không có lòng thù kẻ hại mình. Và khi cả nhà tên cướp chết hết, chính là kết quả do sự bất bình của vong hồn những người đi cùng thuyền với cô. Chu Tú Hoa là cô gái có tâm tha thứ và rất có tinh thần trách nhiệm. Cô chỉ là một vong linh 18 tuổi khi mượn xác một bà lớn hơn, có con trai tuổi tương đương với mình. Lúc sống lại, cô phải gánh rất nhiều việc: sáng sớm ra đồng, tối còn canh nước ruộng, nhà chồng kinh doanh kiến trúc và bán buôn vật liệu xây dựng. Tôi dịch đến chỗ, những công tác vận chuyển hàng đòi hỏi nhiều sức, cô đều làm, gánh vác hết. Tự dưng tôi thấy xót xa và tội nghiệp cho cô. Ở hoàn cảnh trước, người vợ cũ chỉ có làm mỗi một việc là nấu cơm. Còn cô, sau khi hồi dương thì ôm quá nhiều việc, phải gánh quá nhiều, dù không ai bắt buộc. Đây gọi là tinh thần trách nhiệm cao. Cô sống rất biết điều, do hàm ân mà báo ân, vì mượn thân xác người nên phải thay thân xác mà làm việc đền ân. Chắc chắn là Chu Tú Hoa có sự giác tỉnh mạnh hơn chúng ta, bởi vì cô đã trải qua kinh nghiệm sống và chết, kinh nghiệm hoàn hồn và sống trong cái thân mượn đúng nghĩa. Tôi đã đối chiếu cô đào nạn năm Dân Quốc 43, tức năm 1954, và chết vào năm đó. Nhưng mãi đến năm Dân Quốc 48, là năm 1959, cô mới mượn xác hồi dương. Có nghĩa là cô trải qua kinh nghiệm sống cõi âm suốt 5 năm. Cô tả trong 5 năm này, mình ở đảo Hải Phòng, cảnh đẹp, cây cối xinh, cô cũng rất thích ở đó. Tôi tin là cô không rơi vào cõi quỷ, vì tâm cô không hề chất chứa giận hờn, thù hận. Tâm cô rất hiền thiện và cảnh luôn tương ưng với tâm. Nên dù ở cõi âm, cô tả xem có vẻ ung dung rằng mình thích cảnh đẹp. Cho đến khi cô được thần báo là bà A Dương bệnh sắp hết tuổi thọ, cô có thể mượn xác hồi dương, thì cô mới kiếm ông Ngô và đeo theo, quanh quẩn bên ông, chờ ông về nhà để về theo nhập xác. Chu Tú Hoa phải vào một thân xác già gấp đôi gấp rưỡi tuổi mình, chưa từng kết hôn mà phải làm vợ, làm mẹ. Khi sống lại, không còn được gặp gia đình cha mẹ cũ mà lòng cô hằng nhớ nhung. Đúng là sanh ly đau hơn tử biệt, và phải gánh một gia đình mới có hoàn cảnh tệ hơn. Song cô vẫn phải chu toàn trách nhiệm bổn phận. Chu Tú Hoa sau khi hoàn hồn từng bảo người nhà thắp nhang sắp ghế cho cô nói chuyện với bạn bè. Bạn bè này có thể là những vong cõi âm, những người cùng chết chùm với cô nơi biển, và cũng có cả chư thần. Nhưng hay ở chỗ là họ chỉ đến an ủi sau khi cô mượn xác một lần, rồi từ đó không bao giờ đến nữa. Có nghĩa là hai cõi rạch rồi. Hãy để mỗi người tự sống yên nơi cõi của họ. Đây cũng là sự hộ vệ giúp nhau hay và tốt nhất. 18 tuổi, nhưng kinh nghiệm Chu Tú Hoa già hơn chúng ta nhiều,
vì cô đã làm người, làm ma, từng trải qua kinh nghiệm ở cõi âm, trải qua kinh nghiệm mượn xác. Tất cả điều này đã thắp cao ngọn lửa giác ngộ trong cô, nên khi sống lại là cô lo thỉnh tượng Phật, Bồ Tát về thờ, sớm tối siêng năng lễ bái không ngừng, kiên tâm ăn chay, khao khát được lên chùa niệm Phật đường ở. Tất cả những điều này tôi cảm thông được, và hẳn nhiên độc giả cũng có nhiều mối đồng cảm với cô theo quan niệm riêng của mỗi người. Tôi dịch bài văn này không có ý để cho người đọc lấy vui, mà là để chúng ta cùng chia sẻ thêm những điều hay về thuyết luân hồi, về các cõi giới, và hiểu rằng lời Phật dạy không hư dối. Nữ ký giả Lý Ngọc từng hy vọng chúng ta chúc phúc cho Chu Tú Hoa sau khi đọc xong câu chuyện này. Tôi đoán là bây giờ Chu Tú Hoa chắc đã già, cũng ở tuổi cổ lai hy, và không biết cô còn sống hay đã mất. Riêng tôi, trước khi kết thúc cuốn sách này, tôi muốn cầu phúc không riêng gì Chu Tú Hoa mà cho tất cả độc giả. Chúc quý vị hằng an lạc và luôn biết cách sống sao cho bản thân mình, dù ở cõi âm hay dương, đều mãi mãi hạnh phúc.